À, phần trình bày tiếp theo là báo cáo thực trạng mở khí quản lâm xuyên da ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 của thạc sĩ bác sĩ Trần Ngọc Tường Linh, Bệnh viện Độc dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và có quyền lưu ý là chúng ta có 10 phút thôi nha, tại vì chuẩn bị qua cái phim kế tiếp nữa. Kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp, thì hôm nay em xin được phép đại diện cho nhóm phẫu thuật báo cáo về thực trạng mở khí quản lâm xuyên da ở người bệnh nhiễm COVID-19 nè. Thì trên hình ảnh đây là cái số liệu thống kê những trường hợp bệnh nhiễm nhiễm COVID-19 theo thống kê của trang web WHO. Thì đây là một đại dịch tạo ra một cái số lượng nhu cầu về bệnh nhân bị siêu hấp và cần về nhu cầu máy thở chưa từng có trên khắp thế giới. Thì số lượng người bệnh nhập viện và cần phải thông khí khoa học, thì chúng ta thấy là chiếm tỷ lệ là khoảng từ 16 tới 22% trên các số lượng thống kê ở trên các thành phố ở Mỹ cũng như là Trung Quốc. Thì ở Việt Nam mình là sơ thống kê số liệu ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8, tháng 9 và tháng 11, tôi thấy là tỷ lệ bệnh nhân bệnh trở nặng và cần phải thở máy thông khí cơ học chiếm tỷ lệ khoảng 13% các trường hợp. Thì cái việc mà thở máy trên bệnh nhân mà bị siêu hấp thì sẽ tạo ra rất là nhiều cái nhu cầu về các vấn đề về việc cai máy thành công cho người bệnh. Trong đó tôi thấy là có liên quan tới cái tình trạng là dùng thuốc an thần cũng như là dùng các lối làm huyết động của người bệnh. Thì hiện tại là đây là chúng ta thấy là một cái trường hợp một căn phòng, một cái khu điều trị COVID-19 ở trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng bệnh nhân rất là nhiều và nhu cầu thở máy cho người bệnh rất là cao. Thì việc mà làm sao để nó có thể giúp cho người bệnh sau khi đặt nội khí quản rồi có thể được cai máy thành công sẽ là một trong những cái tiêu chí quan trọng để giúp cho người bệnh có thể được phục hồi sau khi đặt nội khí quản. Thì trong đó là chúng ta thấy là chất lượng cuộc giấc ngủ, bị trầm cảm cũng như những kích thích do cái nội khí quản gây ra sẽ là một trong những cái vòng luẩn quẩn làm cho cái việc cai máy người bệnh càng lúc càng khó khăn. Thì chính vì vậy thì một trong những cái cách mà các nhà lâm sàng thấy hiệu quả đó chính là chúng ta mở khí quản ở người bệnh thở máy kéo dài, đặt nội khí quản lâu ngày. Thì việc mở khí quản đã được chứng minh là nó giúp cho cái việc cai máy thành công nó dễ dàng hơn, giúp cho bệnh đỡ kích thích chăm sóc cái đường hô hấp được dễ dàng, hút đậm nhất dễ dàng. Thì từ đó đến nay là chúng ta có hai phương pháp để có thể mà mở khí quản cho người bệnh, đó là phương pháp mở khí quản kinh điển là mở khí quản hở bằng lạch da cổ, và gần đây là chúng ta có được khoảng 10 năm gần đây là chúng ta có phương pháp mở khí quản lâm xuyên da. Như vậy thì cái việc mở thực hiện mở khí quản lâm xuyên da ở người bệnh COVID-19 mà cần thở máy kéo dài sẽ là một cái điều chúng ta cần quan tâm, là bị nếu liệu có an toàn hay không, nó có phù hợp để thực hiện ở những bệnh nhân mà thấy là ở những bệnh viện dã chiến thiếu dụng cụ, cũng như là cái việc mà lây nhiễm trong môi trường xung quanh của cái việc mà khí quản là thế nào. Đây là một những cái mục tiêu mà chúng tôi thực hiện cái báo cáo này. Thì như vậy là mục tiêu của chúng tôi là trong cái việc thực hiện này là đánh giá tính khả thi hay hiệu quả của việc mà thực hiện mở khí quản lâm xuyên da ở người bệnh COVID-19 trong những điều kiện mà không thuận lợi từ bệnh viện dã chiến. Ta biết là giường ốc là không thuận lợi, hệ thống chiếu sáng không thuận lợi, hệ thống đốt, hệ thống hút được không thuận lợi. Và thứ hai là chúng ta xem xét là cái việc này thì mở khí quản này là một cái thuật nguy cơ có lây nhiễm cái COVID-19 cho những nhóm phẫu thuật hay không. Thì đối tượng là tất cả những bệnh nhân mà được trị tại trung tâm hồi sức COVID và có chỉ định mở khí quản vì tiên lượng thở máy kéo dài. Thì đây là các bước tiến hành cái thuật mở khí quản lâm xuyên da. Chúng ta thấy là cái mở khí quản lâm xuyên da có rất là nhiều lết so với mở khí quản kinh điển, là đường thở nhỏ, vết mổ hạn chế xâm lấn và sử dụng những dụng cụ nông để mà tiếp cận mặt khí quản. Đây là cái hình ảnh một cái bộ dụng cụ nội xuyên da. Thì những ưu điểm của bộ mở khí quản lâm xuyên da có thể kể đến cái việc mà thời gian hiện đa phần là nhanh hơn, thứ hai là tỷ lệ mất máu đa phần là ít hơn, và thứ ba là tư thế phẫu thuật viên đa phần là thuận lợi hơn so với lại việc mở khí quản kinh điển. Tuy nhiên, nó một số cái bất lợi của nó là có thể gặp nếu như bệnh nhân mà mất máu kéo dài, mất máu nhiều, hay là bệnh nhân có những cái bất lợi về tuyến giáp vùng cổ thì không nên thực hiện đa xuyên da, nó sẽ chuyển vào mổ hở. Đồng thời đây là kỹ thuật cần phải được đào tạo nhiều hơn là so với việc mở khí quản kinh điển. Thì về kết quả bàn luận trong cái thực trong báo cáo của chúng tôi có tất cả là 25 trường hợp bệnh nhân cần phải mở khí quản, và tất cả bệnh nhân này đều bị lý do là tiền lượng thở máy kéo dài và nội khí quản. Thì tuổi trung bình của người bệnh đó là 64,7 tuổi, và trong đó thì giới nam và nữ là chiếm tỷ lệ cũng khác biệt rõ ràng. Số lượng bệnh nhân mà béo phì thì chiếm tỷ lệ là một trong những cái số người một trong những yếu tố và tiền đường nặng của COVID-19 thì chiếm là 44%. Đây là một cái thống kê về cái thời gian đặt nội khí quản mà trước khi mở khí quản lâm xuyên da, có nghĩa là
sau khi người bệnh đã được điều trị mà khí quản một thời gian mà người bệnh cai máy thất bại, thì các bác sĩ hồi sức, các bác sĩ gây mê đang điều trị sẽ có nghĩ đến cái việc là phải mở khí quản để mà cải thiện tỷ lệ thành công ở cai máy của người bệnh. Thì chúng tôi thấy là thời gian trung bình của cái thời gian trung bình của việc nộp khí quản chiếc mở khí quản sinh ra là 27 ngày, trong đó thì chiếm tỷ lệ nhiều nhất, đó là trên 4 tuần, là trên 28 ngày. Thì nói về cái thời điểm mà cái bản năm sinh ra thì chúng tôi là 27 ngày là trung bình, thì một số báo cáo của tác giả Lâm Huyền Trân và tác giả Kimiji là khoảng 18 ngày tới 14 ngày. Thì cần chú ý là những cái báo cáo này là các tác giả này là những bệnh nhân bình thường, những bệnh nhân hồi sức cho những bệnh khác không liên quan tới Covid. Những bệnh nhân chúng tôi là những bệnh nhân Covid thì đặt ra cho những nhà lâm sàng, đó là cái việc mà lây nhiễm Covid xương cho nhóm kiếp phẫu thuật. Thì như vậy cái việc chờ đợi khi mà người bệnh có cái PCR, cái CT nó giảm cải thiện thì mọi người bạn sẽ an toàn hơn chăng. Thì nói về cái chuyện bàn luận thời điểm mở khí quản năm sinh ra, mà thời điểm mở khí quản nói chung ở người bệnh có cần phải mở khí quản, thì chúng ta thấy là trên hình ảnh đây là có cái hình ảnh đây, đó là cái thời điểm người bệnh được chẩn đoán là có nhiễm Covid 19. Thì khi người bệnh được nhập ICU, thì đây là thời điểm mình nhập ICU tới khoảng tuần thứ hai và tuần thứ ba sau khi bệnh nhân nhập ICU. Thì đây cái box màu đỏ này là thời điểm mà người ta nói là điểm lý tưởng để mình có thể mà tiến hành mở khí quản người bệnh Covid 19. Thời điểm mà khi đó thì cái tỷ lệ mà cái xét nghiệm PCR của người bệnh, cái tỷ lệ những virus nó có thể cải thiện đáng kể với cái đường cong giảm xuống như vậy. Cái việc mà mở khí quản cho người bệnh Covid 19 trước 14 ngày hay sau 14 ngày vẫn còn rất là nhiều tranh cãi. Đây là một cái nghiên cứu của tác giả, là họ đưa vào những cái nghiên cứu ủng hộ như phản đối việc mở khí quản trước hay sau. Thì chúng ta thấy là việc mở khí quản trước nó sẽ giúp có người bệnh có nhiều cái yếu tố thuận lợi, như là để cải thiện tình trạng mà bị thiếu máy thở, hoặc là bệnh nhân có thể giúp cho người bệnh thông khí, hút cái dịch đàm dễ dàng hơn, tránh sang chấn thanh khí quản cho cái ống nội khí quản. Tuy nhiên cái việc mở khí quản muộn thì lại có những cái ích lợi là sẽ làm giảm cái nguy cơ bị lây nhiễm trong xung quanh, cũng như là sẽ giúp cho người bệnh trong nhu cầu mà cần phải nằm sấp có thể trì hoãn cái việc mở khí quản lại. Thì nói chung thì các tác giả đều đồng thuận một số cái vấn đề liên quan tới việc thời điểm mở khí quản Covid 19 ở người bệnh nhiễm Covid 19 nặng, thì đó là chúng ta sẽ mở khí quản khi người bệnh đã sau 14 ngày kể từ lúc mà bị được chẩn đoán. Thứ hai là khi người bệnh có ổn định về hô hấp, gồm có FVOC cần sử dụng để mà cung cấp dưới 40%, có thể chịu được cái việc mà kẹp cái khí quản khoảng 1 phút. Thứ ba là có thể chấp nhận được phẫu thuật và không bị họ có nằm sấp, đang nằm sấp. Các biến chứng của việc mở khí quản của chúng tôi, biến chứng của chúng tôi thì nhận là có 2 trường hợp là chảy máu trong lúc mở khí quản. Thì thế thì hợp này được cầm máu trong lúc thực hiện phẫu thuật chiếm tỷ lệ khoảng 8%. Trường hợp phải chuyển mở khí quản kinh điển, tại vì dù mặt đi búi giáp to dày mà đâm xuyên qua không thành công thì phải việc mở khí quản một phát tuyến giáp lên để mở rộng lên. Và một trường hợp là có nhiễm trùng trong mở khí quản. Thì nói về cái chuyện mà chảy máu trong lúc mở khí quản thì nhìn chung các bệnh nhân Covid thì có rối loạn đông máu do ví dụ sử dụng thuốc chống đông cầm máu là kháng thạch tụ cầu. Thì từ một nghiên cứu của tác giả Ansakari ghi nhận là tỷ lệ chảy máu chung của các bệnh nhân Covid 19 đó là 48%, trong đó 76% là trong những trường hợp này là chảy máu rất là nặng. Thì như vậy cái tỷ lệ chảy máu chúng tôi ở bệnh nhân Covid 19 mà có mở khí quản là 40%, chúng tôi nghĩ là chấp nhận được. Nói về cái chuyện mà lây nhiễm Covid 19 cho những nhân viên y tế mà thực hiện tham gia với ekip phẫu thuật, chúng ta thấy rằng trong một cái thống kê thì cái việc mà mở khí quản nó sẽ chiếm tỷ lệ là nguy cơ gây ra cái nhiễm Covid 19 do cái aerosol phun ra bên ngoài thì chỉ chiếm tỷ lệ đứng thứ hai chỉ sau cái việc mà đặt mở khí quản, và đứng sau đó là kế tiếp là những cái thuật như là sau khi phế quản hay là thở máy không xâm lấn. Như vậy cái việc mà mở khí quản là một cái nguy cơ cao. Thì tất cả những trường hợp chúng tôi khi tham gia đặt mở khí quản đều phải thực hiện là có mặc bộ BBA VN95 và có cái lưới che mặt. Về thời gian phẫu thuật thì thực hiện từ của chúng tôi là trung bình là khoảng từ 4 đến 8 phút, thì đó là từ lúc mà bắt đầu đặt da tới lúc mà thực hiện cái kết thúc mà có thể thông khí cho người bệnh là khoảng từ 4 đến 8 phút. Thì so với các tác giả khác cũng được nghiệm năm xuyên da là trong như là tác giả Lâm Huyền Trân là thực hiện trong những bệnh nhân bình thường, cũng như là tác giả Kimeji, thì nó thấy là cái thời gian này cũng không phải là quá kéo dài hơn.
thì cái việc mà thời gian thực hiện của cái việc mà mở khí quản nông xuyên da như vậy nó sẽ là một cái yếu tố chúng ta cân nhắc. Như vậy là nông xuyên da so với lại là mở khí quản kinh điển thì nó có thực hiện ở bệnh nhân COVID cái nào sẽ phù hợp hơn, thì chúng thấy là cái việc mở khí quản nông xuyên da nó sẽ có thời gian thực hiện nhanh hơn, tỷ lệ biến chứng trung thấp hơn và cái nhiễm trùng trong lồng ngực cũng thấp hơn. Tuy nhiên khi mà xét tới cái việc là như vậy thì cái việc mà tôi khí quản nông xuyên da với việc mở khí quản kinh điển thì cái nào nó sẽ giúp cho người bệnh nhiều hơn trong việc mà ca mới thành công, thì cái chuyện đó là không khác biệt có nghĩa thống kê giữa hai phương pháp. Cả trên thế giới đều đồng thuận là cái việc mà mở khí quản nông xuyên da hay là mở khí quản kinh điển thì đều không có cải thiện nhiều trong cái việc mà thay đổi kết cục của người bệnh. Như vậy thì tùy theo cơ sở chúng ta có điều kiện thực hiện cái kỹ thuật nào thì nó thực hiện kỹ thuật đó. Đây là một trường hợp bệnh nhân lâm sàng, bệnh nhân nam 62 tuổi, chúng ta thấy là có bệnh nhiễm COVID, SARS-CoV-2 nguy kịch. Thì người bệnh đã được chẩn đoán PCR vào ngày 9 tháng 9, sau đó trở thành nặng sau 5 ngày. Và được tạo một khí quản thở máy 10 ngày, nghĩa là 15 ngày sau khi mà PCR dương tính. Thời điểm bệnh nhân có được thở máy kéo dài là bệnh nhân có FVOC 30% và sử dụng cái bếp là 5. Thì người bệnh được mở khí quản. Thì thời điểm mở khí quản là bệnh nhân có CT là 25. Như vậy là sau đó người bệnh sau khi mở khí quản thì người bệnh cải thiện dần. Và bệnh nhân được chuyển về bình thường chức năng và được rút cái tấm máy thở sau đó. Thì đây là cái sơ đồ chúng tôi lượt tiếp cận lượt tạm về cái việc người ta quyết định cho người bệnh COVID-19. Thì một số lưu ý khác trong khi mà thực hiện phẫu thuật của chúng tôi có thể cần chia sẻ, có thể nhất là bệnh nhân được ăn tầng giãn cơ tốt để bệnh nhân hạn chế tình trạng là thích trong quá trình mở. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng cái bộ lọc làm ấm và làm ẩm trong cái thực hiện các hệ thống. Và thứ ba là cái việc mà thực hiện này cần được sự thống hợp nhịp nhàng giữa các nhóm bác sĩ ICU, bác sĩ gây mê hồi sức và bác sĩ tai mũi họng. Và thứ tư là nếu chúng ta có mở trong khí quản bằng ống xuyên da thì chúng ta cố gắng là hạn chế phát khí ở các trường hợp ống nông dần từng ống để mà hạn chế lây nhiễm của COVID-19. Thì cũng như là thay vì kết luận là như vậy thì việc thực hiện chúng tôi nhận thấy là trên 25 trường hợp chúng tôi thực hiện mở khí quản ống xuyên da là các trường hợp này đều được thực hiện an toàn, gần như là có thể thực hiện được ở các trường hợp giải chiến như là thiếu ánh sáng, giường ốc nó không thuận lợi, hệ thống máy hút như hệ thống đốt điện. Những trường hợp này ekip phẫu thuật của chúng tôi là tới hiện nay là vẫn chưa có trường hợp nào đã bị nhiễm COVID mà liên quan tới cái chuyện mà mở thực hiện mở khí quản này. Thì chúng ta nhận thấy đây là cái thủ thuật mà có thể thực hiện được, áp dụng được để mà mở khí quản ở những bệnh nhân mà cần hỗ trợ mà cai máy thành công. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng tôi hình ảnh nhóm ekip phẫu thuật mà trong những ngày đầu mà Sài Gòn rực lửa vì COVID-19 và đây trường hợp đầu tiên mà chúng tôi thực hiện mở khí quản đầu xuyên da. Thì cũng là thay lời kết luận, xin cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn bài báo cáo hay của thạc sĩ bác sĩ Trần Ngọc Tường Linh. Thì chúng ta biết Bệnh viện Đại học Y Dược trong hơn một năm qua đã phụ trách bệnh viện gia chiến và đặt tầng và hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều trong việc điều trị hàng ngàn bệnh nhân COVID. Đặc biệt là những bệnh nhân ở tầng 3, tức là bệnh nhân nặng phải thở máy và có chỉ định can thiệp mở khí quản. Thì cái phẫu thuật mà mở khí quản nông xuyên da này có cái lợi điểm hơn cái phẫu thuật thông thường. Như thạc sĩ Linh có nói là ở những cái khu vực mà nó tương đối thiếu thốn cái điều kiện để phẫu thuật. Cái quan trọng nữa là cái mở khí quản nông xuyên da này giúp hạn chế rất nhiều cái sự lây nhiễm của COVID trong quá trình phẫu thuật. Như 25, tổng kết 25 trường hợp thì không có trường hợp nào dẫn tới lây nhiễm COVID-19. Thì cái này cũng là một cái phẫu thuật rất là đáng khích lệ trong cái điều kiện điều trị ở các bệnh viện dã chiến. Ngoài ra cũng có giá trị trong các cái bệnh viện ở tuyến dưới, tức là tuyến xa, có thể can thiệp giúp cho bệnh nhân nếu như không chúng ta không kịp mở khí quản. Và cái bài báo cáo cuối cùng, xin mời thạc sĩ bác sĩ Trần Thành Tài báo cáo về đánh giá thay đổi khứu giác vị giác của bệnh nhân nhiễm COVID tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời. Dạ, kính thưa quý thầy cô và quý anh chị và các bạn đồng nghiệp thân mến, thì hôm nay em xin đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo về một đề tài bước đầu đánh giá thay đổi mùi vị ở bệnh nhân nhiễm COVID nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bài báo cáo của tôi bao gồm 5 phần. Đặt vấn đề thì
từ tháng 5 năm 2020 thì WHO đã đưa ra những khuyến cáo về bệnh lý COVID, bao gồm có 3 nhóm triệu chứng. Nhóm triệu chứng thứ nhất là triệu chứng ít gặp như là đau họng, đau đầu hoặc là nhức mỏi cơ. Nhóm triệu chứng cần phải nhập viện là những nhóm triệu chứng như là khó thở, đau ngực. Những nhóm triệu chứng mà thường gặp phổ biến đó là sốt, ho, mệt mỏi và nhóm triệu chứng mất mùi và mất vị. Đây là cho thấy đây là một cái triệu chứng mà khá là đặc hiệu của những bệnh nhân mà nhiễm SARS-CoV-2. Thì đây một báo cáo của trên tạp chí Sức khỏe cộng đồng về bệnh truyền nhiễm vào tháng 7 năm 2021 thì cho thấy đây là tần suất về triệu chứng thay đổi mùi vị ở các nước trên thế giới. Thì chúng ta thấy rằng ở những nước mà châu Mỹ và châu Âu thì cái vòng tròn đỏ nó biểu thị cho đỏ đậm hơn, thì thấy là cái tần suất mà mắc nhiễm cái triệu chứng mà thay đổi mùi vị ở những người dân ở nước này mà nhắc mắc COVID thì khá cao. Còn những nước ở châu Á thì vòng tròn đỏ nó nhạt hơn, thì cho thấy là cái triệu chứng nó gặp ít hơn. Tại Việt Nam thì chưa có báo cáo nào cụ thể về cái tần suất thay đổi mùi vị ở bệnh nhân mắc COVID. Và trong quá trình điều trị những bệnh nhân COVID thì chắc nhân viên y tế của chúng ta cũng nghe những bệnh nhân mô tả về những cái điều băn khoăn của mình là tại sao tôi lại mất mùi mất vị khi mắc COVID, và tôi có cần phải dùng thuốc để điều trị cái mất mùi mất vị này không, và sau khi khỏi COVID thì cái mùi vị của tôi có được hồi phục lại bình thường hay không. Thì đứng trước những câu hỏi băn khoăn của bệnh nhân và mong muốn tìm hiểu về tần suất, mức độ và mối liên quan về thay đổi mất mùi và hoặc vị của người bệnh mắc COVID, thì nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá thay đổi khứu giác, vị giác ở những người mắc COVID nhập viện tại Bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi xin nói sơ qua về cái giải phẫu sinh lý khứu giác và vị giác, và tiếp theo là cái sinh lý bệnh của thay đổi mùi vị ở bệnh nhân mắc COVID. Thì chúng ta đã biết thì vùng giải phẫu khứu giác nằm ở trong hốc mũi, có biểu mô niêm mạc khứu là biểu mô chủ giác tầng, có ba loại tế bào chính, đó là tế bào khứu giác, tế bào đáy và tế bào nâng đỡ. Còn phần vị giác thì ở lưỡi chúng ta có khoảng 3.000 nụ vị giác ở lưỡi, và trong những cái nụ vị giác này nó sẽ có những tế bào thụ cảm vị giác, nó cảm nhận được 5 vị cơ bản là chua, cay, đắng, mặn và vị ngon. Thì cái sinh lý bệnh của thay đổi khứu giác do những bệnh nhân nhiễm COVID á, thì có nhiều báo cáo thì cho thấy là cái COVID này nó tấn công vào cái tế bào nâng đỡ. Thì cái tế bào này nó có hai cái loại protein là ACE2 và TMBRSS2. Thì hai cái protein này là có thụ thể đường vào của cái con COVID. Thì sau khi tấn công vào những tế bào này thì nó sẽ gây tổn thương toàn bộ cái biểu mô niêm mạc khứu giác, và từ đó gây ra những cái rối loạn về khứu giác. Về cái sinh lý bệnh của việc thay đổi vị giác do nhiễm COVID, thì khi mà COVID nó tấn công vào cái niêm mạc vùng mũi miệng á, thì con COVID này nó cũng tấn công vào cái nụ vị giác. Bởi vì trong cái nụ vị giác này, một cái nghiên cứu ở Nhật Bản thì người ta nhuộm hình quang những cái tế bào nụ vị giác, thì người ta có ghi nhận là có hiện diện của tế bào ACE2. Thì những cái tế bào này, cái protein này thì nó là một cái thụ thể của con COVID, thì khi đó COVID nó tấn công vào cái thụ thể này và nó xâm nhập vào cái nụ vị giác và gây tổn thương các tế bào vị giác, từ đó gây rối loạn cái vị giác của chúng ta. Thì khi mà vị thay đổi thì dẫn đến một cuộc sống của chúng ta cũng thay đổi, đặc biệt là những người có nghề nghiệp như là đầu bếp, nghề về nước hoa, thử rượu, rồi ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống như là trầm cảm, gây lo âu, rồi ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng. Và cái nguy hiểm hơn đó là những an toàn như là về mùi khói, mùi khí ga, rò rỉ hoặc là thức ăn nó quá đắt. Thì tại tạp chí y học của Mỹ đưa ra một cái quy trình về chẩn đoán cũng như tới điều trị về cái triệu chứng thay đổi mùi vị cho bệnh nhân COVID. Thì cũng khá là đầy đủ, từ hỏi bệnh sử cho tới đánh giá về nội soi vùng mũi, đánh giá về thần kinh, rồi những cái test về mùi vị, rồi có thể chẩn đoán hình ảnh như là chụp CT MRI kèm theo. Thì khi mà thay đổi khứu giác hoặc nhiễm COVID thì về cái điều trị thì còn nhiều tranh cãi và chưa có những bằng chứng. Thì từ
châu Á tới châu Mỹ á, thì những cái thuốc mà có thể có ảnh hưởng như là corticoid, đường miệng uống hoặc là đường tại chỗ, và những cái vitamin A hoặc là những omega 3 mà điều trị tại chỗ thì còn nhiều bàn cãi. Tuy nhiên á, thì qua nhiều nghiên cứu, thay đổi mùi vị mà do nhiễm COVID-19 thì thường là sau 4 tuần sẽ tự hồi phục khoảng 90%. Ngoài ra thì một cái phương pháp điều trị mà cũng có lợi ích cũng khá là lớn, nhất là về giá thành tương đối rẻ và có mang lại nhiều lợi ích, ít tác dụng phụ như là huấn luyện ngửi, thì ví dụ tập ngửi hoa hồng hoặc là cái mùi chanh, mùi dầu gió khoảng 3 ngày mỗi lần 20 giây trên 3 tháng thì người ta có ghi nhận là có hồi phục. Ngoài ra chúng ta cũng không quên là tư vấn an toàn cho những bệnh nhân mà có thay đổi mùi vị mà mắc COVID, để ý về mùi khói, mùi khí ga rò rỉ hoặc là hạn sử dụng của những đồ ăn thức uống mà bệnh nhân sử dụng. Về cái vị giác á, thì việc điều trị này thường, một nghiên cứu của tác giả Okada tại Nhật Bản á, thì chỉ ra trên 80% thì cái triệu chứng thay đổi vị giác nó sẽ tự khỏi và không cần điều trị gì hết. Tuy nhiên khoảng 10% thì không hồi phục và để lại di chứng. Thì những điều trị thuốc như là về tái tạo thần kinh hoặc kháng viêm như steroid, vitamin B thì còn ít bằng chứng, cần phải nghiên cứu thêm. Đến cái phần mà nghiên cứu của chúng tôi thực hiện, thì chúng tôi thực hiện tất cả những bệnh nhân trên 18 tuổi nhiễm SARS-CoV-2 mà có PCR dương tính nhập viện tại Bệnh viện Đao Dược vào tháng 10. Và những bệnh nhân này có triệu chứng ở mức độ nhẹ thôi, có đồng ý tham gia nghiên cứu qua điện thoại. Tuy nhiên lại trừ là những bệnh nhân nhỏ hơn 18 tuổi và không đồng ý tham gia nghiên cứu, hoặc là có rối loạn hoặc là mất ý thức. Quy trình nghiên cứu của chúng tôi tiến hành trên những bệnh nhân có PCR dương tính, sau đó nghiên cứu viên sẽ gọi điện thoại cho xin sự đồng ý tham gia và chúng tôi tiến hành thực hiện khảo sát và bệnh nhân khoảng 5-6 ngày sau khi PCR dương tính. Sau đó những thông tin của bệnh nhân như là về hành chính, rồi triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 và khai thác đầy đủ triệu chứng về thay đổi mùi vị, số liệu sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS. Thì đây là cái bản đồ tư tô mà chúng tôi tiến hành nghiên cứu. Cái phần mà bên phải màn hình, cái đó là phần hành chính. Chúng tôi cũng ghi nhận đầy đủ về tên tuổi, hành chính, rồi hút thuốc lá, tiền sử uống rượu, rồi những tiền căn viêm mũi xoang trước đây, hoặc là bệnh nhân đã chích vaccine đủ 2 mũi hay chưa. Và cái phần ở giữa là chúng tôi khai thác đầy đủ các triệu chứng của thay đổi mùi vị, về mức độ nặng của triệu chứng như là nhẹ, trung bình, nặng hoặc là mất mùi hút vị hoàn toàn. Rồi thời gian mà xảy ra cái triệu chứng thay đổi mùi vị, nó có là triệu chứng duy nhất hay không, nó xảy ra trước các triệu chứng khác, đi kèm với triệu chứng khác hoặc đi sau các triệu chứng khác. Ngoài ra chúng tôi còn khai thác thêm và tất cả những triệu chứng có thể mà SARS-CoV-2 gây ra là sốt, ho, nghẹt mũi, khó thở, đau đầu, vân vân. Kết quả chúng tôi thu được là khoảng 132 người bệnh chúng tôi khai thác thì có độ tuổi trung bình là khoảng 40 độ tuổi. Giới tính thì nữ chiếm đa số là khoảng 61%. Đặc điểm mà chúng tôi thu nhận được, hút thuốc lá, rượu bia, tiền căn viêm mũi xoang, nền chỉ định xét nghiệm PCR, và bệnh nhân đã có tiêm vaccine hay chưa, đủ 2 mũi hay không. Đặc điểm chung trong các triệu chứng mà bệnh nhân chúng tôi khai thác được thì chúng tôi thấy rằng có 3 cái triệu chứng mà gặp nhiều nhất, đó là thay đổi mùi vị chiếm 71%, triệu chứng ho, nghẹt mũi là thứ 2, thứ 3. Chúng tôi tiến hành so sánh tầm soát thay đổi mùi vị do COVID. Nghiên cứu của chúng tôi là cái thay đổi mùi và vị thì chiếm khoảng 71,2%. So sánh với các nước trên thế giới thì chúng tôi thấy rằng nghiên cứu của chúng tôi cao hơn với các nước ở châu Á, nhưng có tỷ lệ khá tương đồng với các nước ở Bắc Mỹ. Riêng cái triệu chứng thay đổi mùi á, thì nghiên cứu của chúng tôi là chiếm khoảng 66,7%. Thì chúng tôi thấy rằng nó khá cao hơn so với các nghiên cứu khác ở các nước châu Á, vùng Bắc Mỹ và các nước châu Âu. Riêng cái triệu chứng thay đổi mùi vị, chúng tôi nghiên cứu chúng tôi ghi nhận được là khoảng 34,1%. Thì cái phần trăm này cũng khá tương đồng với các nước ở Bắc Mỹ. Về riêng cái triệu chứng thay đổi mùi vị, chúng tôi ghi nhận cái đặc điểm mà bệnh nhân ở mức độ nặng chiếm tỷ lệ cao nhất là khoảng 25%. Thời gian thay đổi mùi vị thì thường là cái triệu chứng này nó xảy ra sau các triệu chứng khác,
và có ghi nhận là 4 cái trường hợp là thay đổi mùi vị là triệu chứng duy nhất. Rồi, chúng tôi cũng tiến hành phân tích thống kê với các yếu tố nó có liên quan tới triệu chứng thay đổi mùi vị hay không, thì chúng tôi ghi nhận được là giới tính nó có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với cái triệu chứng thay đổi mùi vị ở bệnh nhân COVID. Và kết luận là tầm soát thay đổi khứu giác và vị giác ở người nhiễm COVID-19 thì khác biệt khá lớn, nó chiếm tầm soát từ 5-98%, nó tùy thuộc vào phương pháp nghiên cứu và tùy thuộc vào các quốc gia nghiên cứu. Khuyến cáo của chúng tôi là nên sử dụng những bảng câu hỏi hoặc là những test khứu hoặc vị giác để đánh giá kỹ hơn cái triệu chứng này. Và việc huấn luyện ngửi được khuyến cáo để điều trị, còn điều trị thuốc thì còn ít bằng chứng, cần nghiên cứu thêm. Nghiên cứu của chúng tôi thì có 132 người bệnh mắc COVID, thì trong đó có 71,2% là có triệu chứng thay đổi mùi và hoặc vị. Chúng tôi có ghi nhận được là có mối liên quan giữa sự thay đổi mùi và hoặc vị với giới tính có nghĩa thống kê. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Một cái trình bày rất là thời sự của bác sĩ Tài. Chúng ta biết là bất khứu giác và vị giác, đặc biệt là bất khứu giác do tổn thương chủ yếu ở cái tế bào nâng đỡ của thụ thể, do nâng đỡ của biểu mô khứu giác, là do ở đây có nhiều tế thụ thể ACE2. Và ngoài ra người ta cũng nghĩ là nguyên nhân là nó tổn thương hành khứu nữa. Tuy nhiên một số nghiên cứu gần đây người ta thấy là cái đó nó không có bằng chứng rõ ràng, mà cái chính chủ yếu là tổn thương ở tế bào biểu mô khứu giác, tế bào nâng đỡ, và không phải là tế bào thần kinh khứu giác. Cái phần trình bày này đã kết thúc cái phiên chiều nay. Sau đây chúng ta có 5 phút để đặt câu hỏi, và tiếp theo là mời các báo cáo viên lên bục để chúng ta nhận cái kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Xin có ai đặt câu hỏi không ạ? Na đi ngắn gọn thôi, không có như mọi năm. Này đây các ông chí nào muốn hỏi phong thủy, các ông chí nhìn cái này, các ông chí sẽ thấy rất thoải mái, tâm hồn nó thoải mái lắm. Và cái này ra chính là phong thủy, có nước, có no, có nôn, có nua, có nước, có núi, rồi đủ hết, có cây cỏ, rất đơn giản, nhưng mà đó là lại là phong thủy. Cái này thì mỗi năm báo cáo tôi gồm có mấy phần điểm lại của 2001, nói chút xíu về Việt Nam, về kinh tế Việt Nam. Dĩ nhiên dù không muốn lắm nhưng mà cũng phải nói về cái trận Covid của Việt Nam vừa qua. Sau đó thì tôi nói về những vấn đề mà phong thủy tiên đoán nói chung, và cuối cùng đó, là cái phần mà tuổi tử vi của các từng tuổi. Đấy, chúng ta bắt đầu ha. Gì đó, Đức Tiến. Tiến. Cái này là những cái... That I will faithfully execute the office of President of the United States from 2001. Kamala J.P. Harris, do solemnly swear. Đây là đảo chánh ở Myanmar. Này là Israel, chuyện bình thường. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. Sau đó thì Israel lâm trận giải Gaza. بس 10 دقائق جمهور هم هذا انت شايفهم قدامهم كلهم بيرس مكتوب يعني مش ناس بده بياخذوا حاجات معدات قتالي Tôi có thể đăng ký ngay từ giờ 3 tuần rồi.
300.000 đô. What you can do. Vẽ một bay lên tới không gian trong vòng 5 phút rồi xuống. Còn đây là Afghanistan. Đặc điểm là rau sầm. ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى بعد الانتخابات تقوم من كفاءات وطنية مستغلة. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Emergence of the Omicron variant should be a wake-up call to the world that vaccine inequality cannot be allowed to continue until everyone is vaccinated. Everyone will continue to be at risk. À, thế giờ chúng ta xem qua về cái hình chơi vui nha. Đây là hình của quân đội đảo chánh Myanmar, bộ San Suu Kyi. Sau đó thì nhân dân phản đối, đứng dậy đồng loạt phản đối biểu tình suốt mấy tháng trời. Thì hiện nay mà nói thì cũng xin cho binh lính Myanmar đã nổ súng vô, và hiện nay cũng chết được 1.800 mạng người dân, và hiện nay thì bắt đầu nội chiến ở Myanmar. Này đó các ông chí hay hỏi tôi là tại sao mà quân đội lại bắn vô dân, thì xin báo các ông chí rằng chuyện ở Myanmar quân đội nó thâu từ những kẻ mồ côi, trong trại mồ côi thì nó đến những người đưa nào bắt đầu thiếu niên rồi đó, thì nó cho gia nhập quân đội. Vì đây là những trẻ mồ côi, không có quan hệ gia đình gì ở bên ngoài, cho nên chỉ cái lúc đó sĩ quan nói bắn thì bắn thôi nha. Cho nên cái đó là một cái chuyện mà phải hiểu cái đặc điểm của quân đội Myanmar. Hay là cái dân di cư tràn qua biên giới phía nam của Mỹ. Và Mỹ thì trước đây thì ông Trump ông trận, nhưng bây giờ qua đời ông Biden thì Biden không có trận nữa. Vì vậy cho nên Mỹ nội trong vòng năm 2021 thì Mỹ đã tăng lên là 1.500.000 dân nha, là do cái nhập cư bất hợp pháp của từ phía Nam Mỹ. Ở đây cũng xuyên qua cái đại dịch đó, chúng ta mới thấy một chuyện bên Mỹ rất là nguy hiểm. Nổi và ta kêu mà ai dân hết, và dân Mỹ, nhất là dân da trắng, da đen nữa, nó ghét cái dân da vàng. Bởi vì nó cho rằng cái virus Vũ Hán này xuất phát từ Trung Quốc và sau đó lan ra cả thế giới. Khổ nỗi nó không phân biệt được dây vàng là Việt Nam hay là ấy, hay là Trung Quốc, cho nên nó quấn búa xua. Thế là vấn đề là hiện nay là nói nó là rất là căng. Quấn lộn quấn nó còn đỡ, nó bắn. Ví dụ như điển hình nhất là có một thằng điên vô nó bắn thì massage của dân da vàng chết hết 8 mạng. Hay là sau khi Taliban chiếm chính quyền thì chúng ta thấy rằng đất nước Afghanistan trở thành một cái đất nước nó khác hẳn đi. Cái này ra cũng nói rằng đây là một sự thất bại ê chề của Mỹ sau 21 năm tham chiến và tốn hết 2.000 tỷ đô la, tưởng gì trải dài sau 21 năm tháng chiến. Mới nói là kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Afghanistan, trường kỳ kháng chiến là xong. Mỹ là nó không quánh lâu được, nó bắt đầu chết nhiều chạy.
Thang đây là cái ảnh nó mà mờ ảo, nhưng mà rất hay ở chỗ đây là cái quá trình sản xuất vaccine, tại cái công ty BioNTech. Công ty BioNTech này nó phối hợp với Pfizer, BioNTech là bệnh Đức, Pfizer là bệnh Mỹ, hai cái nó phối hợp nhau để nó sản xuất được cái vaccine đầu tiên, vaccine chống Covid đầu tiên, dựa trên một cái kỹ thuật mới là mRNA. Nó anh ấy chỗ đó, vì đây là Đức với Mỹ cho nên không có gì lạ là khi vaccine lúc mà mới ra chỉ ưu tiên cho Mỹ và cho Đức mà thôi. Và báo cáo của ông chỉ hiện nay là nó bán nhiều đến nỗi mà Pfizer đó, mỗi giây lời $1,000 mỗi giây nha. Tức là nói chung mà nói đếm tiền mạch nghỉ luôn là nhờ Covid vui nhiều quá, cho nên nó có nhiều vấn đề chính trị nó xen vô trọng rất là mệt. Cho nên cái dịch Covid này nè nó nhiều vấn đề lắm, chính trị, tài chánh, đô la nó chi phối rất nhiều. Đây là Palestine hồi nãy ra thêm đó. Sau khi Israel oanh tạc thì dĩ nhiên tan nát nhà cửa, chuyện bình thường giữa ấy thôi, giữa Israel và cái tụi Palestine dạng Gaza. Đây là máy bay tổng thống Mỹ nó bay lúc mà ông nhậm chức. Ở dưới chúng ta thấy là 650,000 cái cờ, cái cờ nhỏ nhỏ ghim dưới đất. Này là ở có bãi cỏ gần Nhà Trắng. 650,000 đây, 660,000 tượng trưng cho 660,000 người chết Covid. Nói chung mà nói thì năm 2 chúng ta tưởng Mỹ, Mỹ ngon, Mỹ là cái đất quốc gia mà xin đầu tiên tưởng đâu ngon, nhưng mà thực tế mà nói năm 2021 Mỹ chết còn nhiều hơn nha, với thờ ông Trump, tức là trước đó 2020. Thì đây là một cái ở dưới là 2,660,000, 650,000 cái cờ. Đây là bà vua Anh lúc mà chồng mất, bà vua Anh, là 97 tuổi, vừa qua đã mắc Covid nha, thì cả nước Anh nó cũng teo hết, rủ bắt chết vì Covid thì rất là phiền phức. Đây là Sudan, này lại quấn nhau chí chóe nữa, Ethiopia, rồi quấn nhau chí chóe nữa, tức là giữa Ethiopia và một cái tỉnh tự trị là Tigray, thì hai bên quấn nhau cho đến giờ này vẫn chưa xong. Nghĩ không chứ sẽ nghĩ là cứu ngộ Ethiopia là quấn giặc hoài, dân Ethiopia đông hơn mình ha, nó lên 110 triệu dân, và nó đặc điểm của nó đó là người ta cho là cái nôi nhân loại nằm đây, đây 50,000 năm, sau đó từ Ethiopia nó mới tỏa ra hết cả thế giới, người ta kêu là out of Africa, tức là nó tỏa lên châu Âu, nó đi châu Á vân vân, và nó hình thành loài người thì xuất phát từ nôi nhân loại và xuất phát từ Ethiopia. Đây là Trung Quốc, đây là đoàn thanh niên, đoàn thiếu niên Trung Quốc, cái này là kỷ niệm 100 năm, lễ 100 năm kỷ niệm đảng thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là những cái hỏa táng của bên Ấn Độ. Ở Ấn Độ là quy định không có quy định, nhưng mà tại vì cái đạo Ấn Độ có Ấn Độ giáo nó quy định rằng chết thì phải hỏa táng, thì đây là hỏa táng trên thời Covid, hỏa táng nhiều quá ngày đêm. Thì theo báo cáo Ấn Độ, báo cáo chính thức của Bộ Y tế Ấn Độ là khoảng 400,000 chết, nhưng mà thực tế mà nói thì người ta tính lại, các nhà chuyên gia dịch tễ học như chuyên gia ấy nữa, chuyên gia tính toán nữa, có thống kê nó tính lại là Ấn Độ chết khoảng 2 triệu tới 3 triệu, chúng ta chết 39,000 cho đến giờ này. 39,000 là chính thức, các ông chỉ nên nhân 2 nhân 3
Nhưng mà dù sao cũng đỡ Ấn Độ. Thôi, bây giờ chúng ta qua Việt Nam. Việt Nam thì đây là những cái số liệu mới nhất của Việt Nam. Dân chúng ta là 97 triệu, 97 triệu, và cái GDP chúng ta là khoảng 341 tỷ. Này là hồi 2020, lát nó sẽ có số liệu 2001. Chúng ta tưởng nếu mà tính vô 341 tỷ mà nó chung thì chúng ta đứng hạng 38, 39, 40 gì trên thế giới, nghe đã ngon phải không? Nhưng mà khổ nổi 97 triệu thằng, chia GDP đầu người ra thì chúng ta đứng gần bét của thế giới. Nó có cái khổ chứ không? Anh thấy báo chí đó rầm rộ là chúng ta vượt qua GDP của Singapore, vượt cái con khỉ khô. Nó có 4 triệu dân, mình 97 triệu. Chia đầu người mình không đủ tô tiếu, trong khi nó mua được xe hơi. Thôi, nói chung mà nói thì Việt Nam là gì? 97 triệu. Bây giờ những số liệu của 2001 mới nhất thì chúng ta có thế này. 2001 đó, chúng ta có một cái điểm sáng đó, là xuất nhập khẩu hàng hóa chúng ta là khá tốt nha, rất nhiều, được cái là thậm chí là xuất siêu. 2001 chúng ta sở dĩ chúng ta xuất nhập khẩu nhiều được là nhờ quần áo, đó có khẩu trang rất nhiều. Khẩu trang mình á, xin báo với ông chỉ rằng Trung Quốc sản xuất 1 tỷ khẩu trang, thì mình sản xuất được cũng 1 tỷ khẩu trang, mà để cung phụng hết cho tất cả thế giới. Mỹ toàn là xài khẩu trang của mình, với Trung Quốc không muốn có xài con khỉ gì hết. Là vì khẩu trang Mỹ mà làm bên Mỹ thì rất tốt, nhưng mà giá thành nó gấp 5-6 lần ngoài mua. Thì cái này là... đây là cái tự Việt Nam hay tự hào cái này. Chúng ta hiện nay á, chúng ta năm 2021 á, chúng ta là 351 tỷ. Cái này là GDP chúng ta. GDP chúng ta tôi lý thuyết mà nói hơn luôn Singapore, hơn luôn Singapore, thua Indonesia, Thái Lan, siết soát như Philippines. Đây là cái bảng GDP mới nhất. Indonesia đó thì nó 1.000 tỷ GDP đó. Đưa ra nó hơn 200 triệu dân nha. Còn Thái Lan thì hồi đó giờ nó vẫn mạnh hơn mình. Mình nói luôn luôn cỡ siết soát với Philippines. Nhưng mà nói chung mà nói thì mình cũng hơn Malaysia, hơn được Lào, Campuchia. Cái hình này là hình rất hay. Tổng kết là tất cả các GDP thế giới năm 2001, hình này rất đẹp. Ông chỉ thấy tất cả các nước trên thế giới đều có tượng trưng này. Ông chỉ thấy Việt Nam ở đâu? Không biết sao, nó xem sao mà. Việt Nam ngay trung tâm luôn, ngon lành. Và đứng thứ 40. Nên là 2021, tức là GDP Việt Nam 351 tỷ là đứng thứ 40 thế giới. Tuy nhiên cái này không có nói về GDP đầu người nha. Rồi. Cái giờ nói nãy thì tôi cũng không muốn nói lắm, nhưng mà chúng ta cũng phải nói đến cái dịch Covid của năm ngoái, của năm 2021. Đây là thành phố Hồ Chí Minh, ban đêm vào tháng 8 không có một mạng người ngoài đường. Đó là cái đặc thành phố Hồ Chí Minh là cái thành phố lớn nhất, kinh tế năng động nhất, đông dân số nhất, không bao giờ thành phố ngủ cả. Nhưng mà trong suốt thời cái đợt dịch thứ tư thì thành phố Hồ Chí Minh nó như thế này. Thế chúng ta cũng phải điểm lại chút xíu. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ 27 tháng 4, sau đó thì từ đến ngày tháng 6 thì có ca đầu tiên chết. Ca đầu tiên chết 93 tuổi 37 tuổi. Ai cũng tưởng là chắc như vậy không sao. Nhưng mà rồi chết lần qua tới tháng 8 là 18 ngày chết. Rồi qua đến cuối đợt dịch đó là có khoảng thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 21 ngàn.
Cho nên các ông chỉ thấy là từ tháng 7, 8 chúng ta sẽ có gì? Thành phố phải làm, phải làm gia tăng các biện pháp từ từ. Gia tăng các biện pháp từ tháng mới đầu tháng 4 không ổn, và tháng 6, tháng 7 không ổn chút nào, và đến tháng 8 là cái đỉnh điểm. Trong cái tháng 8 này thì người ta ghi nhận cái 22 tháng 8 là ngày thành phố chết nhiều nhất. Các ông chỉ biết chết nhiều không? 400. Ngày chết nhiều nhất 400 cái quả táng tại Bình Hưng Hòa trong đêm đó. Phải nổi về thế giới, nhất là mấy ông nội Kiều Thắng Động, Bình là vua xua nha. Quốc Bình Hòa rực sáng suốt ngày đêm. Đó thì 400. Đó là ấy. Sau đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta tiến hành cái dịch, bắt đầu tiến hành cái vaccine. Nhờ cái vaccine chúng ta bắt đầu tiến hành và gấp rút tiến hành cho cả, ưu tiên cho cả cái thành phố Hồ Chí Minh này. Do đó thì chúng ta mới tạm ổn. Đến tháng 2 thì tạm ổn. Đến tháng 8, hết tháng 8 qua tháng 9, tháng 10, tháng 11 thì chúng ta tạm ổn. Tôi nhớ nha, nếu hỏi tôi ấn tượng nhất là gì? Ấn tượng nhất của tôi sống gần 3 tháng 2, đường 3 tháng 2 với đường huyết mạch của thành phố nha. Không có ai ngoài đường, chỉ có một loại xe thôi là xe cứu thương, và chỉ có một âm thanh thôi là tiếng còi hụ. Mà có điều nó làm suốt ngày suốt đêm, suốt ngày suốt đêm. Làm gì đâu, cái đó là cái ấn tượng rất là lớn. Thành phố mà không có người ngoài đường, chỉ có xe cứu thương thôi, có cái còi hụ liên miên hết, để nói rằng chở bệnh nhân vô, hoặc là chở, hoặc là vô bệnh viện, hoặc là vô Bình Hưng Hòa, cái đó tùy. Nhưng mà nói chung mà nói gì, tại nhà thì bệnh nhân đông quá nha. Mình mới thấy y tế Việt Nam, cho nên cái cô bác sĩ Phạm Phong cận Khánh Phong Lan, cô mới kêu nha, y tế thành phố Hồ Chí Minh một đợt dịch thôi mà vỡ trận hết cái đám nha. Chúng ta đúng là chúng ta suy nghĩ trở lại cái y tế cơ sở vốn là niềm tự hào của y tế sau chủ nghĩa cách đây 20-30 năm hồi đời anh đó, là tự hào nha. Nha, chúng ta bỏ bê hết, chúng ta lo, chúng ta nhập vô bô, chúng ta mổ nha. Cho nên bây giờ đó, chúng ta vỡ trận. Và bây giờ đó, thì bác sĩ mới ra trường bắt buộc phục vụ 1-2 năm ở y tế cơ sở, tức là phường rồi xã rồi vân 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 nha. Thế đây là chủ yếu đó, không phải là gì. Thấy cái này là nhờ những cái người cái toán tình nguyện mà đã đi tận vô mấy cái chung cư, nó lụm mấy xác chết, nó ôm mấy người bệnh vô có. Cho nên phải nói chung mà nói là cả một tập thể, chứ còn một cái hệ thống y tế không, một tập thể rất nhiều mạnh thường quân, rất nhiều tình nguyện viên, chứ còn nói chung y tế thì y tế không lo không nổi. Cái này là cái bình thường. Lúc đầu á thì ai cũng nói chắc chả sao, bản thân tôi cũng nghĩ là chắc chết vài chục mỗi ngày nhầm nhà gì. Trời ơi, tôi sau đó mấy tụi nó gửi, mấy đứa bác sĩ nó gửi hình Cường ơi, quay cái khoa cấp cứu nha. Sáng mai nha, la chết la liệt, mà có điều khổ nỗi bác sĩ với đầu dưỡng cũng la liệt luôn, là hết sức rồi, cho nên xác chết dục đầy đó, không ai ôm nổi nữa. Thì các ông chỉ thấy cái này là nhiều lắm. Nó chụp, nó gửi hình anh Cường nó vậy. Hội Tám Hồng cũng báo các ông chí rằng cũng khá tự hào là cũng đã đến công bố phần rất nhiều cho cái những tình nguyện viên, nhờ đi xin bác mạnh thường quân, xin chủ yếu là đi xin các công ty về trang thiết bị, khẩu trang, rồi thuốc men, rồi vân vân vân, và giúp nhiều. Rằng công nhận cái Minh Hương có nói giọt nước thầy ơi, thì đúng như vậy, đúng là một chỉ là một giọt nước so với cầu, nhưng nếu chúng ta nhiều giọt nước, chúng ta cũng có thể chúng ta làm đầy ly nha. Thì cái này đối với cô biết đó, có nhiều người
nhiều chỗ bệnh viện thì bệnh xin báo các anh chị rằng giấy khen cho hội tai mũi họng nó sắp về nè, sắp về mỗi lần mình gửi trang thiết bị nữa nha. Thì có những cái chỗ bệnh viện giá chiến thầy ơi thì cho em chuyện gì mày bao đường sát nó hội tai mũi họng đào đâu ra bao đào đường sát cho mày, nó còn mấy trăm bao đường sát. Tao nói cái này mày đi xin quân đội Mỹ chứ còn tao tìm đâu ra bao đường sát. Rồi. Rồi, lúc đầu á, ngay từ đầu anh cũng không đồng ý cái chủ trương này lắm. Chủ trương mà Zero Covid của chúng ta. Nha. Tức là F1, F0 họ nói rồi, hốt rồi, không, cái này bắt buộc rồi. Nha, F1 hốt luôn. 2F3 hốt luôn. Nha, mấy đứa mít cũng hốt luôn. Cái gì vô tại tập trung thì nó lây nhiễm lẫn nhau, rốt cuộc hết cả đám F0 hết. Thế mà chúng ta cũng làm hoài, làm đến mức độ lúc đầu ngon lắm nha, rút kinh nghiệm của 2020 ngon lắm. Việt Nam là số 1 và tại vì có mấy trăm ca, nghe qua nó 200 ca 2021 thì nó mấy vạn ca, làm sao mà làm nổi, làm sao mà thậm chí còn có thời gian quá khích ôm luôn F3 F4 F3, F4 luôn, không nên. Nhà nào có thì đến đến niêm phong. Đây là những cái cảnh thử nha, thử mà cái này là thử bắt buộc nha, bắt buộc. Còn ngày nay là dân tự thử nha, tự móc thử ra là mà thử thử nhà, thử búa xưa thế này cũng như thử toàn Việt Á không nha, toàn Việt Á không. Thế thì ấy một cái số lượng, một cái sự tiền khổng lồ, khổng lồ. Lúc đầu là PCR, là PCR xịn, sau này nó bắt đầu gọp chung, gọp vân rồi test nhanh vân vân vân. Thôi cái này là điển hình nha, điển hình của tháng sáu, bắt đầu tháng bảy, tháng tám, tháng sáu, tháng bảy, tháng tám, tháng chín. Tôi nhớ xe của bệnh viện Thống Nhất chở tôi với bà xã đi chích mũi Pfizer đầu tiên là vào tháng 7, rất ấn tượng. Đồng chí biết từ nhà tôi ở quận 3 đi tới, đi dọc Cách Mạng 8 đến bệnh viện Thống Nhất, tất cả đều như vậy, tất cả đều là chỗ hẻm nào cũng bị rào hết, hẻm nào cũng bị rào hết. Đường phố thì ngoại trừ công an ra, không có ai hết, chỉ xe mình, tại vì mình mang cái Thống Nhất đi ở ngoài trận nha. Cái đó là cái ấn tượng, rất ấn tượng, tại vì cũng lâu rồi tôi không có ra đường nha. Đến lúc mà mình ra đường thấy kinh khiếp, ngoài đường thì không có một mạng nào, không có bóng nào nha, ngoại trừ công an bộ đội niêm phong. Thế bác sĩ thì rất là cực nha, làm được nghe suốt qua suốt tầm luôn nha, đến nỗi mà những cái mask, những cái đồ ấy nó hằng vô da như thế này. Đủ gì đó thì bác sĩ điều dưỡng mình thì làm được, được giấy khen là bằng khen là chủ. Còn cái tường thì cũng hứa hẹn về nhà nước hứa hẹn, nhưng mà chưa thấy, chắc lẽ sẽ thấy. Mình nghĩ là mình buồn nha. Singapore lương tháng nó rất cao rồi, bác sĩ Singapore lương trung bình nó phải 15.000 một tháng nha, 15.000 đô một tháng. Thế thì trong thời gian mà đại dịch đó thì mỗi người được thêm 2-3 ngàn. Mới đây hồi Tết nha, thì nhân dân Singapore và chính phủ Singapore rất cảm ơn mỗi người thêm 5.000 để ăn Tết. Mình ở đây mấy bác sĩ mình đang nghe cho tưởng là trên cung trăng hay sao. Thôi, đây là những cái cảnh rất đau lòng. Chúng ta thấy là người sắp chết và cái nghĩ nhất không có thân nhân nào được vô thăm cả, thân nhân đứng ngoài hết. Và chúng ta thấy là duy nhất chỉ có bác sĩ nắm tay lúc mà ra đi.
lúc mà ra đi. Ông chỉ sẽ hỏi trong hộ tang họ mình có tổn thất không? Xin nói là có. SVD bị nhiễm. Có nặng, có nhẹ, vô khi cũng rất nặng nha. Thì đó xin báo các ông chỉ rằng để mong nổi. Trời ơi, để mong nổi. Còn đi lương thì có hai. Đi lương thì có hai. Một là chị Thủy. Chị Thủy là chị nhỏ con. Đây là một bộ môn tai mũi họng Cần Thơ. Sau này đó thì chỉ bỏ làm cho một công ty. Thì chị Thủy mất tại nhà luôn. Tại vì không vô kịp bệnh viện. Nha. Còn người thứ hai đó là cũng xin nói luôn là anh Huy. Anh Huy thì nguyên là phó khoa tai mũi họng Nhi Đồng 1. Anh Huy thì có một cái là dĩ nhiên là ung thư phổi là ung thư phổi đi căng não. Người ta nói là anh Cường ơi nó chết vì ung thư phổi thôi, nó chết vì Covid. Xin lỗi tôi, ung thư phổi vì căng não mà nó sống 3 năm rồi, 4 năm rồi. Thì mày đâu có thể mày nói chết vô ung thư phổi. Sau đó thì người nhà cũng biết giữ anh Huy rất kỹ, giữ anh Huy rất kỹ. Nhưng mà rồi tình cờ đứa là con nào tới hai vai rồi xong đi luôn. Tại vì cái tạng bệnh nền thì yếu vậy, sao đó đi luôn. Ngoài ra cũng có một số bác sĩ tai họng chúng ta cũng rất nhẹ, không còn khí quản rồi vâng. Mai Phước cũng còn gặp được vợ con, cũng còn gặp được vợ con. Lúc đầu á, anh chỉ biết tôi cũng quen nhiều người. Bệnh nhân mất xong, trong thời gian điều trị thì không tốn chắc nào cả, nhà nước lo hết. Nhưng mà đến lúc mà chết rồi á thì tự lo lấy. Thì trong lúc đầu á, thời gian á, người ta chặt mấy cái nhà đòn nó chặt nó chém 30 triệu một lần quả táng gì bắt buộc quả táng hết nha. Sau này á thì nhà nước mới quải quá, nhà nước giao lại cho bộ đội, thì bộ đội làm rất tốt, dân tốn tiền gần như không có nha, miễn phí. Và sau đó thì đi giao cho cốt lại tận nơi. Thế đây là chúng ta thấy rằng nha, cái cảnh này gặp rất nhiều nha. Tức là những anh bộ đội đem cái tro cốt và người nhà đó, người ta lại ở ngoài đường, người ta lại từ ngoài vô. Bởi vì đây là tro cốt người thân không. Nhắc lại thành phố Hồ Chí Minh là 21 ngàn. Chẳng lên nói luôn là nhà bộ đội rất nhiều. Nhà tôi, đối với nhà tôi cũng cả một tiểu đội. Lo hết cho phường. Dĩ nhiên, cái khu tôi là khu nhà nghèo mà hơi giàu. Cho nên nó không thèm lo. Nhưng mà những cái việc khác của quận 3, tôi lo rất đầy đủ. Nhà già thì nhà nghèo thiệt á. Mình chắc lẽ nó xếp mình vô nhà nghèo giả cho nên nó không có lo. Dĩ nhiên nó cũng đi mua đồ giùm người đang quán nha. Nhưng mà nói chung mà nói thì bộ đội anh thấy bộ đội được, bộ đội đúng rồi, nhưng bộ có quân đội nhân dân. Nên chúng ta thấy rằng thai phụ đã bị, con cũng bị luôn, mà lúc đó thì cả một vấn đề thai phụ bị rất nhiều. Nó giảm mấy cái hình ảnh coi từ viên bệnh viên là coi thai phụ bị Covid đúng không sẽ. Không biết tại sao ông cái này cũng có nói thai mang thai là một yếu tố nguy cơ. Chúng ta sẽ giữ, chúng ta thoát được một chút bởi vì nhờ cái này Covax một nước nước không biết về vaccine. Cái này đúng là chúng ta hơi chủ quan chút xíu. 2020 chúng ta thắng Covid một cách nha. Rồi nhất một trong hai ba nước mà thắng Covid được rồi nhất thế giới. Nên chúng ta ngủ lên trên chiến thắng. Sau đó khi cả thế giới cả viên đều lo mua vaccine, Việt Nam cũng lo mẹ vậy. Nên đến lúc mà nổ bùng dịch ra đi xin đưa sư học sinh nha, toàn là xin không. Mà ngày nay nó cũng được 190 triệu liều toàn xin không. Toàn sinh không. Nhưng mà có một cái là không hiểu tại sao đó, là mua 20 triệu đồ vô cái sân. Mua
Một triệu Abala. Người Cuba thì anh cũng hiểu đi. Người 10 triệu Abala. Người Cuba thì giúp nó cũng được. Rau nó bớt chết đói chứ. Thì cũng được. Nhưng mà còn mua vô sen cho Trung Quốc. Chẳng hiểu tại sao mua. Mua vô sen cho ông chỉ biết nó bán 30 đô la bằng mũi phai rời. Mà mua 20 triệu vô sen. Về chích chẳng hiệu quả mẹ dân. Tất cả những bệnh nhân bệnh gặp sau vô sen. Tôi không thể trả lên mẹ dân. Đó là tôi được chúng chúc mừng này. Số qua Mỹ chích tiếp. Xong. Thế ngoài ra ảnh hưởng kinh tế rất nhiều. Rất nhiều. Chúng ta thấy rằng công nhân vì nhà máy đóng cửa, công nhân nó không sống được nổi nữa. Tìm trả là trọ. Họ gồng đánh nhau đồng bế con cái vợ con họ trở về quê. Trở về quê. Người ta ước tính rằng Sài Gòn không, Sài Gòn Bình Dương không á, 1.8 triệu. 1.8 triệu công nhân cùng với gia đình đi về. Vấn đề là cái cơn đồ là đi về thì anh nói đi về thì nó gây bệnh cầm minh ta la ở dưới tỉnh, cái đó còn một vấn đề. Nhưng mà còn vấn đề nữa là đi về xong nhà máy, bây giờ nhà máy mở không có công nhân, cho nên đây là vấn đề kinh tế rất lớn. Đây là chuyện diễn bình thường cho đến giờ này. Không chỉ đi ngoài đường cũng rất là căng. Cái này nhà bán nhà thu không nói. Cái hồi mãi cách đây vài tháng con chỉ đi Đồng Khởi. Đồng Khởi là cái đường trung tâm, đường tự do xưa, đường huyết mạch, đường trái tim của Sài Gòn. Con chỉ thấy dọc dọc đó còn là như gì không nha, cho thuê bán mướn đóng cửa sạch nhất. Đúng là một thành phố mà nó chết, mà nó chết vì kinh tế. Cho nên nói gì nói nói anh nói bây giờ có một chỉ lựa hai chuyện. Nói qua mày chết vì bệnh, chết vì bệnh chưa chắc, giỏi cung bén mà đặt không người cái quản người cũng khi sống gì. Hai là mày chết đói thì cái đó chết chắc. Cho nên kỳ thì các ông chỉ, nhưng mà theo anh bắt buộc ta phải mở, bắt buộc chúng ta mở cửa, kinh tế chịu không nổi. Thôi mình phải cần nói nhân dân cũng mở cửa liền. Đây là phong cảnh in flow lúc mà ăn mừng của giao thừa năm 2022. Đông như biển người, đông như kiến, như một biển người. Rồi sau đó nó tưởng đâu là em, tưởng đâu là em. Đến Tết 16 triệu mạng trên thế giới, trên đất Việt Nam này đi du lịch búa xuôi sơn. Ăn là dân Hà Nội, dân Sài Gòn không. Cho nên bây giờ thì bắt đầu chúng ta lãnh hậu quả. Anh là tưởng đâu là sau Tết, Tết nó ngoan, nó ngoan ở nhà với gia đình nó vân vân. Thì Tết nó êm hết, chứ chúng ta tổ chức này là dù đúng rồi. Không, là êm quá rồi còn gì nữa. Không ngờ Tết nó không ngoan, đi chơi không à, chơi lưu vượt không. Và xin báo con chỉ rằng lát nó dùng, xin báo con chỉ rằng bữa nay còn tổ chức được. Tuần hai tuần nó chưa chắc chúng ta tổ chức được hội nghị, chưa chắc nha. Thế bây giờ một lý do nhà nước giao, nhà nước nói sao bùng lên ở thành phố Hồ Chí Minh bằng đi tù trong chỉ có tương tự có lúc xuống còn 70-80 ca, ngày qua là 2.4 ca ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì người ta nhà nước nói rằng là do Omicron, Omicron đây là những triệu chứng, những cái triệu chứng mà không nó giống kia thôi, nhưng mà chỉ có một cái là nó lây lan rất nhiều, nó nhiễm rất nhiều, tuy rằng nó chết không nhiều nhưng mà nó cũng xem. Tại vì thí dụ như bên ta, chúng ta nhiễm 10 sao nhiễm 100 1 2, mà không nó nhiễm 1.000 nó cũng chết 1 2. Cho nên vấn đề là chỗ đó. Hiện nay mà nói cái này là hôm qua số liệu hôm qua nha, các ông chỉ xem Hà Nội nha. Hà Nội hôm qua là 8.000, 9.000. Thành phố Hồ Chí Minh không như thế không ngon lành, có lúc còn có 20 mà tự nhiên mấy ngày bắt đầu tăng lên, này vượt đủ Hà Nội sao chả hiểu nha. Bây giờ hôm qua
hôm qua nha, thành phố Hồ Chí Minh là hàng tuần. Thì chúng ta thấy rằng cái kiểu này đó, nếu mà tuần sau tổ chức hội nghị thì chắc có lẽ còn không tổ chức được. Tin báo với ông chí rằng trong vòng chừng 2-3 tháng này thôi, Việt Nam đứng số 1 là gì? Nha, trước đây đó là liên luôn là Indonesia, nhắc là Indonesia nó 200 triệu dân nha. Nha, Indonesia. Hôm nay các ông chí nhìn ra cái này là bản hôm qua. Nha, bản của ASEAN ngày hôm qua. Thì các ông chí theo xem Việt Nam mình đó, nha, về cái số mà đang điều trị cao, cái số mà bị mắc bệnh đó, nha, bị mắc bệnh đó, cao nhất luôn nha, cái số chết đó cũng nhiều nhất luôn, cái gì cũng ấy đó. Đó là tình hình mới cách đây chừng 2 tháng. Trước đây Việt Nam ngon lắm nha, cái này thì báo cáo các ông chí vậy. Thế nhưng bây giờ nếu mà các ông chí nói thì so sánh thế giới thì thôi, mình cũng đỡ thế giới nhiều lắm. Cái này cũng là cái mới nhất là ngày 24 tháng 2. Hiện nay mà nói chúng ta có 428 triệu người bị và 5.9 triệu. Bữa nay như vậy, bữa nay chắc 6 triệu rồi chết do Covid. Trong đó thì các ông chỉ thấy rằng Mỹ nha, Mỹ Âu Châu nha, Mỹ Âu Châu Nga, Việt Nam cũng có trên bản đồ luôn, một trong những nước bị nặng. Dĩ nhiên chúng ta so sánh với Mỹ thì chúng ta chả nhầm nhà vậy. Mỹ có 778 triệu người bị nhiễm và nó chết, hiện giờ nó chết 943 ngàn. Dân số Mỹ khoảng lối 360 triệu dân, tức là nói cách khác dễ hiểu, một người Mỹ trên 500 chết vì Covid. Một người Mỹ trên 500 chết vì Covid. Nếu mà chúng ta chia lại cái 97 triệu dân chúng ta thì chúng ta phải chết 200-300 ngàn, tức là một người trên 500 thì đó nhờ. Nhưng mà nói thế thôi chứ còn không ai muốn như Mỹ. Thế mà Mỹ nó cũng tỉnh bơ, bây giờ nó chả coi ra gì, nào nhiễm nào chết kệ. Mỹ nó chán tới cổ rồi. Đây là mới nhất bình Hồng Kông. Không chỉ mình nó hay nói quá tải rồi đẩy ra không đủ giường. Đây nhìn Hồng Kông đây. Cái này là nhà xe Hồng Kông. Nhà xe bên ngoài bình dương Hồng Kông. Nó đông quá, nó quá tải đến mức độ mà nó đi ra ngoài đường luôn. Bệnh nhân sắp xếp lên đây là Hồng Kông nha. Mới ngày cách đây mới mấy ngày thôi. Mới cách đây mới mấy ngày thôi. Rồi, còn đây là do cái chính sách Zero Covid của Trung Quốc mà khiến cho chúng ta lãnh cán đua nha. Giờ nó cứ nói là tài xế mình dính, nó không cho đồ mình qua container của mình qua bên Trung Quốc, khiến cho container mình nó ứ ở Lạng Sơn thế này. Cái này là do chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Rồi, bây giờ chúng ta qua phần phong thủy của cọp. Con cọp hôm nay á, thì chúng ta bắt đầu từ tháng 2, bữa nay là chúng ta 26 rồi nha. Chúng ta bắt đầu 1 tháng 2, ngày mai là ngày thầy thuốc. Chúc các ông chí vui vẻ, hy vọng được lì xì vân vân nha. Nhưng mà đại khái ngày mai là ngày thầy thuốc. Thì đây là con cọp năm nay á, thì ta kêu water tiger là thủy hổ. Con cọp đó thì nó vào các năm như thế này, con thủy hổ thì thường thường đó là vào năm 1962, 2002. Còn mấy cái năm khác của năm dần đó, thì nó về vào khác. Trong những người mà nổi tiếng nhất về con cọp đó, thì có lẽ bà Dương anh rất nổi tiếng nhất. Một người nữa là mấy con chưa biết cái này là ai không? Bà Lê Đào, vợ của Tập Cận Bình, Lý Dân,
Mã cũng là con cọp. Đúng là con cọp thiệt. Thôi, về phong thủy á, thì người ta tính cái mấy cái sao trên trời á, thì năm nay nó như thế nào. Thì cái này năm nay tôi cũng không đào sâu, nhưng mà thực tế mà nói cũng hay lắm mấy cái này. Nhưng mà ta chỉ cần biết thế này à, đây là cái hướng, đây là nam, ở dưới này là bắc nha. Phong thủy nó ngược lại vậy. Chúng ta có 4, 5, 6. Các chỉ số là để là cái trung cung, năm là ngũ hoàng nằm ở trung cung. Tuy nhiên á, mấy chỗ khác á, thì rất tốt. Vì vậy cho nên cái chỉ có ngại là ngại ở trung cung. Nhưng ta xem đây 4, 5, 6 nha. 4, 5, 6 nam phía trên, bắc phía dưới. Thì nếu mà chúng ta xem nó là 4, thí dụ 4 là lo vọt hành, đây là ngũ hoàng, đây là hôm, đây là tam tai, thí dụ. Cái này á, dịch ra đó, thì chúng ta có gì? Dịch ra tiếng Việt, cái này là Hán Việt đó. Thì chúng ta có gì? Và nếu mà dễ hiểu nhất á, tôi thấy là thí dụ như là nên theo tiếng Anh nó dễ hiểu nhất, chứ còn tiếng Việt cũng đôi khi cũng khó hiểu. Thí dụ như là ngũ hoàng thì dịch là pha vô lô dễ hiểu. Cái này các ông chí sẽ hỏi quan trọng ở chỗ nào. Quan trọng ở chỗ là người ta tính vào cái này, sau đó tụi nó mấy cái nhà phong thủy anh không có đặt trình độ, sau đó nó mới áp cái này vô cái tuổi trong 12 giáp, thì nó biết được tử vi của từng tuổi tùy theo cái củ cung phi tinh này lắm. Lát nó có cái hình sẽ giải thích cái này, nhưng mà chúng ta không cần biết nhiều gì nha. Thế bây giờ đó, 2020 là một năm đầu tiên Covid, ai cũng tưởng rồi là té tư. Nhưng mà rồi thì ai cũng tưởng đâu là 2021 sẽ bắt đầu ổn. 2021 càng không ổn, một chết càng nhiều hơn 2020. Cái này là một người ta phân tích một phần là do mấy cái nước giàu nó ích kỷ quá, nó giữ hết vaccine cho nó. Vì vậy cho nên Covid khổ cái là nó không, mày không nghĩ, mày tao bị, mày không có cách chi mà mày không bị được. Tại vì do cái du lịch qua lại rồi một lần. Thế cho nên lúc đầu á, bản thân chúng ta, Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng 2022 chúng ta sẽ quật chết con Covid. Thực tế mà không phải như vậy. Nhưng mà người ta cũng phân tích ra theo cái củ phân vi tinh á, thì người ta cũng phân tích ra là 2022 sẽ là một năm kinh tế hồi phục, kinh tế thế giới hồi phục. Cái này là do những yếu tố chủ yếu, yếu tố quả. Yếu tố quả thường thường là một yếu tố người ta kêu là lạc quan. Lạc quan. Yếu tố quả này nè, năm ngoái, năm kia đều là mất cả, đều không có cả. Năm ngoái, năm kia là kim. Kim tức là lạnh nhất, tức là kim loại lạnh nhất. Thế năm nay là yếu tố quả. Mộc, năm nay yếu tố mộc, nhưng mà mộc sinh ra quả theo cái thuyết ngũ hành, nên chúng ta cũng kể như là chúng ta ấm như là hỏa. Covid năm nay á, thì theo các nhà phong thủy người ta ngồi ta tính cũng cứ tính bằng củ cung phi tinh, thì người ta tính rằng giữa năm sẽ là ổn, sẽ là ổn và du lịch sẽ trở lại. Nên cũng báo cáo đồng chí rằng là tôi cũng theo phong thủy, cũng theo phong thủy, cho nên chúng ta mới tổ chức hội nghị giữa năm để hy vọng phong thủy nó đúng. Vậy đó bùng ra bỏ mạng. Thôi, năm Dâm Dần á, thì kinh tế thế giới hồi phục, chúng ta sẽ có sự xuất hiện của hai yếu tố là Nhâm và Dần. Bởi vì cái này á, nó có một cái là người ta nói rằng với yếu tố này á, thì nó quý sinh mộc,
nhâm dần là một yếu tố mà tương đối là quan hệ giữa các nước, nó tương đối đầm ấm. Thế nhưng các nhà phân tử cũng rất một chỗ, cái này rất hay nha, nói là thôi không hôm nay không phải là năm hòa bình, chứ bây giờ phân tử nói công nhận hay không hôm nay hòa bình, nhưng mà phân tử nói rằng các tình cũng sẽ có một vài đợt sống dữ, vài đợt sống dữ, nhưng mà hy vọng rằng những cái đợt sống này bởi là chiến tranh hạt nhân mà chỉ là xung đột cục bộ mà thôi. Thế xin báo là các ông chí rằng trong buổi nha ngày 24/2 cách đây 2 ngày, tổng thống Putin ra lệnh cho 190.000 quân Nga tấn công tổng lực vào xứ Ukraine. Họ tấn công á theo mấy hướng, hướng từ bên này, từ biển Đông qua, hướng từ Tây Nam lên. Nhưng mà hai cái hướng này họ hay cái là chỉ để dìm quân đội Ukraine là thôi. Thì cái hướng tránh á, là họ đánh từ phía bắc từ xuống. Thủ đô Kiev nó nằm đây. Nha, thủ đô Kiev nằm đây. Và chúng ta chiếm được Kiev thì chiếm được tất cả. Thế đây là một cái bản đồ. Mỗi cái điểm lửa thế này. Tức là một nơi mà Nga nó tấn công. Hoặc tấn công hoặc lâm tạc. Không chỉ thấy không? Rất là tức là gần như là toàn đất nước Ukraine bị cả. Nha, đất nước Ukraine. Đất nước Ukraine xin báo con chỉ rằng một cái nước rất rộng. Mình là 300.000 km vuông. Ukraine là 800.000 km vuông. Mình là 97 triệu dân. Ukraine là 45 triệu dân. Một nước 45 triệu dân không phải là dễ. Thế nhưng Nga tin tưởng vào cái quân sự của mình. Nga vẫn... Nga quẩn. Đây là xe tăng Nga tiến vô. Các ông chỉ thấy đây là xe tăng mà đầu nhất. Cái này không phải đi che nắng, không phải đi che nắng che mưa. Nga mà cái này là rút kinh nghiệm từ các cuộc chiến mới về đây, nhất là tại Nagorno-Karabakh, tức là giữa Armenia với Azerbaijan. Chúng ta biết hồi xưa Armenia tự hào về lực lượng xe tăng lắm. Nó chả nói vậy, nó mua cho một đóng thôn máy bay tự sát, cứ bay trên này xong đâm cho xuống. Cái nóc của cái xe tăng này nè nó rất là mỏng, đằng trước đằng sau mấy bên rồi nó rất là dày, bắn đạn ông thủng. Nhưng mà khổ nổi cái nóc này nè, nó chỉ cần chút xíu một viên đạn thôi là đủ thủng cái xe tăng, nghe là đủ thủng. Như bên cái thì nó sẽ nổ đạn trong này. Vậy cho nên những cái xe tăng đời mới nó có phần này, nó đề phòng gồm tấn công. Đây là tôi xem đoạn phim bầu tài xuống nha, bầu tài thủ đô kia. Cái này là quả tỷ nó bắn vô, quả tỷ khen bắn cho lên trận, dĩ nhiên trận được một vài cái, nhưng mà đại đa số thì đường quân rớt vô thủ đô. Đó, đêm từ 2 đêm qua nó như vậy đó, và đêm nay á người ta nói là đêm quyết định. Nga có, nếu mà đánh chiếm thủ đô, Nga đánh chiếm được thủ đô thì kể như xong cuộc chiến tranh. Dạ, vậy. Đây là cái bản đồ mà mới nhất ha, ông chị xem. Đây là thủ đô Kiev. Thì Nga nó chọn nó tấn công ha. Nó chọn tấn công từ những cái hướng thế này. Và Nga nó chọn tấn công rất hay. Đây là không dám nói nha, thì có nhiều người không thích Nga tấn công hay không, mà tôi nói riêng về cái chiến lược quân sự thôi. Rất hay. Ở chỗ là nó vô nước chiếm mấy cái 1-2 cái phi trường mà ở ngoài của Kiev, chiếm bằng gì anh cứ biết, nó chiếm bằng một mặt đó là trực thăng, thăng tấn công một lần nữa là 200 chiếc tấn công, sau đó nó tấn công xong tiêu diệt hết ở dưới mặt đất rồi phòng không dưới mặt đất hết rồi, đổi tử đoàn để dùng.
là như vậy là cố thủ mặc dù khang tấn công tôi ra đối thủ cho đến khi nào mang là đại quân nghĩa dù để nó đi qua được và nó đáp máy bay lúc này là máy bay hạng nặng thì đó là cái chiến lược của Nga cũng hay. Tuy rằng cái thằng mấy anh dẫn về tin hay nhất thì được anh dẫn về tin sau đây là những hình ảnh của Kiev, thủ đô Kiev. Báo cáo chỉ rằng thủ đô Kiev như là Kharkov là hai cái thành phố lớn nhất của Ukraine, rất rất nhiều người Việt Nam sinh sống, rất nhiều. Cũng xin báo chỉ Vinh Khúc mình cũng phát sinh từ Ukraine, phản lực lượng. Đây, người ta nói rằng đây là tất cả cái thì nói chung mà nói đó, thì năm nay đó thì mặt sinh quả nó rất ấm hơn năm ngoái là kim thủy và năm trước không là kim, năm Tân Sửu là kim là cũng là kim như là kim thổ. Năm nay người ta cho rằng nhờ cái mặt sinh quả này cũng có những cái số ngành nó sẽ phục hồi rất là mau. Đặc biệt là các ngành giải trí, gặp cine, nhà hát, karaoke. Okay. Nhớ đi hát karaoke, nhớ đeo khẩu trang. Tôi có một tôi vừa mới có một lô mấy đứa cháu, thấm thành vô hò hét trong karaoke. Mới đây báo cáo, bác ơi, tụi con năm đứa bị, hai đứa tụi bay ngu. Các người không đeo khẩu trang mà có một micro truyền nhau phun một miếng búa xưa vô cái micro là phải rồi nha. Rồi đặc biệt là cái gì này ngành với ngành khác có một số ngành một năm dân quản người ta cho rằng sẽ có một số biến động kinh tế rất là đối với những cái bộ phận lớn. Anh nói thí dụ nha, thí dụ hay nhất là Facebook và Zuckerberg. Rồi Facebook là một công ty đại công ty, trị giá cũng vài trăm tỷ đô la, gần ngàn tỷ, tuy không bằng Apple nhưng mà cũng dữ dội, Google với Apple cũng dữ dội. Thì vừa qua Facebook là lỗ 500 tỷ, là tại vì chuyển qua cái Meta, chuyển qua thay vì Facebook nữa, giờ các anh chị sẽ là nó qua một cái thế giới ảo, nó là các anh chị mà mốt các anh chị sẽ vô tổng thay vì với Facebook nữa thì ông chị ta thành một người ảo, rồi người ảo đó sẽ kết bạn với nhiều người ảo vân vân rốt cuộc để đi với cái đám thì năm 2020 thì sẽ làm việc làm bập sinh quả cái mà công nghệ căng ô tô cơ khí kỹ thuật thẩm mỹ thời hành thể bất động sản khai quản họ bao hiểm giới và thịnh năng bao hiểm nhân mạng của mong. Nhưng mà những cái ngành mà liên quan đến mật thì nó dịch mai tạp chí rồi đó, thì nó sẽ te tua. Số phận của các lãnh đạo thế giới người ta cũng tính luôn. Ông Biden á, ông sinh năm 1942 mưa với loài cọp luôn luôn là tương thích nhau và hợp nhau, vì vậy cho nên người ta mới nói rằng Biden năm nay gặp hôm sẽ là gió gặp nhiều gặp gió. Cái này thì không thử nói, cuối cùng tôi nói riêng tôi nói nước Mỹ hiện nay khó khăn vô bề, khó khăn và mất đoàn kết chia rẽ vô bề. Mà đại khái là người ta nói dù sao đi đông cũng nở hơn qua bên kia Putin là ông chơi với đồng ý là hay, nhưng mà giờ nó đè ra trừng phạt thôi thì chỉ còn luồn sởn Nga ở kia vỡ chứ nó mất hết 200 tỷ, đồng rút nó bị phá giá hết 10%, 20%. Thành ra cái này cũng căng lắm, mình không biết nó bị đông cái gì. Putin nghĩ cái gì mà ông mở cái khai chiến? Cái người mà ngon nữa đó là ông Tập Cận Bình. Cận Bình nó sinh năm 1953,
Và sao thì người ta cho rằng á quân dân sẽ càng lúc càng mạnh, càng khổ cho Việt Nam đó. Nên cái Thái Văn Anh bà Đài Loan á, bả sanh năm con khỉ, bả sanh tháng con khỉ luôn. Người ta nói là con khỉ á, rất kỵ với con cọp. Cho nên năm nay Đài Loan hotel một chút, nhất là sau khi Nga đánh được không thì mình cũng thấy rằng quân Tàu đánh Đài Loan không biết có ai bảo vệ không nha. Thì Đài Loan nói chung là cũng hơi teo. Xung đột giữa Trung Quốc lại là cái chuyện nổi lên suốt năm 2021 nha. Thì người ta nói cuối cùng có thể là Tàu thắng, có thể là Tàu nó sẽ trở thành cái quốc gia kinh tế mà mạnh nhất thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì Mỹ thì nó lo, nó có nhiều khó khăn nội địa. Bên Mỹ tổng thống nói đường nó làm ngã, nó chả nghe lời kỹ vậy. Còn bên kia vẫn là Tập Cận Bình nói đường là làm đường, làm ngã khác là mất tiêu. Thôi, thế giờ chúng ta qua Tử Vi. Cái Tử Vi đây á là chúng ta nói 12 con giáp. Không? 12 giáp là nãy đã nói không chứ. Nếu mà chúng ta giáp vô cũng cùng vệ tinh thì chúng ta thấy nó rõ, nhưng mà nó phức tạp hơn. Ví dụ như nãy cũng nói nãy đó, 4, 5, 6 là đây, 5 là trung tâm không ngũ hành. Thì đây là xung quanh đây đó, là chúng ta thấy rằng 12 giáp nó ở bên nha. Tuy sự gần nhà thần tiện ngọn mùi quá, thân dầu tức khởi, thân dầu tức khởi bắt đầu từ đây tí sự nè. Thì từ đây chúng ta sẽ chiếu qua, từ đây chiếu qua. Thí dụ như là, thí dụ nha, là cái này thì sẽ bị ảnh hưởng của cái sao này, cái con giáp nào đó thì sẽ bị ảnh hưởng con giáp lên. Bây giờ chúng ta đi từng giáp nha. Giáp đầu tiên, Tử Vi Tụ Tý. Tụ Tý là gì? Tiền bạc khó khăn, khó thừa vốn, ăn coi chừng khớp suy nhược, gia đình có trong tầm sự không nên đầu tư. Bây giờ nè, Tụ Tý nói ngắn gọn thôi, nhiều biến động, không chỉ là Tụ Tý coi chừng nhiều biến động, năm khó khăn đối với Tụ Tý. Tuy nhiên không phải xung khắc lắm, không phải xung khắc lắm với là con cọp, nhưng mà nói tin vẫn là nằm khó khăn, nhưng không đến nỗi cặp đất ngay, vẫn còn đủ tiền bạc, đủ chi tiêu, đủ ấy, không đủ ăn. Và nếu thì có kế hoạch con trùng, trùng gặp nhiều khó khăn, như khi khởi nghiệp, do nên nhớ nhiều cái biến động nhiều. Xét về tổng thể thì không có lý tưởng lắm, nhưng mà nói chung á thì thu chi cũng tạm đủ. Nhờ có báo động tiền bạc không ngừng, người Tụ Tý không nên tập trung vào một kênh duy nhất, nên đầu tư qua nhiều kênh. Trong năm á thì người Tụ Tý coi chừng đừng có chạy theo này cái kia, thì đôi khi nó bị mất hết, những cái đầu tư, những cái khoản đầu tư nó bị mất. Tụ Tý về chuyện tình cảm á không được tốt, coi chừng không được tốt, thậm chí với coi chừng á giữa vợ chồng nhau đó, coi chừng có nào thứ ba chui vô, tức là nói cách khác là ngoại tình nha. Thì cái này các ông chỉ hết sức chồng. Điều thứ hai đó là trong gia đình chúc các ông chỉ là thế nào cũng có người Covid, có người nguy kịch. Rồi với người độc thân của Tụ Tý thì chắc chắn độc thân tiếp, FA là forever alone, nếu ngủ còn đơn nhà lắm mối mà tối nằm không nha, đừng có mong trả lời. Sức khỏe người Tụ Tý so với năm trước thì có cái giảm sút nhiều,
có xu hướng nghĩ quá nhiều trong bài ấy. Vậy khi báo ý, thì dễ gặp thì tốt tốt. Tổng tí khi đi mở cũng hay lắm. Thì tổng tí chưa bao giờ nói không chỉ đi mở, không biết mở gì đâu. Nhưng mà đầu dù sao nữa mở không có chết tại tinh dường. Cũng tốt. Đặc biệt lưu ý, các ông chí đi đâu đó, coi chừng tàu chìm. Các ông nhớ là đừng có đi qua đường sông nước, sông núi. Đây là cái bản tóm tắt của Đỗ Tiến. Nói chung là có nhiều cái, nhiều cái thách thức trong năm tới. Bây giờ tôi qua tử sử. Tử sử như thế này, tài lộc tốt, tiền bạc cũng tốt. Nhưng mà chú ý có thể bệnh già ốm. Thế thì nếu tử sử thì người ta đằng đẩy cái tôm ngắn gọn thôi, nước đẩy thuyền lên. Cho nên các ông chí đừng lo. Nói chung mà nói thì có, sẽ có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến nhờ những cái sao, những cái cát kinh nó phù hợp, có khuyến nhân phù hợp. Nước đẩy thường hơn thì công việc thuận lợi, phương diện tài chính có hướng thương phát triển rất tốt. Đồng chí người ta nói có thể mua xe hơi nhà cửa năm nay. Đặc biệt đối với kinh doanh thì năm nay so sánh với lại năm ngoái thua lỗ, mấy năm trước thua lỗ bữa xưa. Năm vừa qua đó là có cái là năm nay tử sử thì con cái là cũng hơi hơi đào hoa chút xíu, đào hoa chút xíu, nhất là cái mũ mạng mũ giới tử sử thì sẽ có rất nhiều quan hệ. Nhưng mà mặt khác á, thì tử sử vẫn có xu hướng khép mình. Bình thường trâu nó làm việc, nó làm việc một con mình ít có hợp tác dài lắm, cho nên nó cũng có cái đó. Năm thì còn về cái bệnh hoạn á, thì người tử sử rất dễ bị đau ốm mặt thôi, có vấn đề gì lớn. Năm tới chú ý sức khỏe người lớn tuổi trong nhà. Nếu có tử sử mà lớn tuổi trong nhà thì có thể xảy ra bất tắc, chỉ có chồng. Và không nên tham gia những trò chơi mạo hiểm, ví dụ núi nước sống đấu võ đài vân vân. Thì cái đó là tử sử không nên. Đây là tử sử. Hãy chúng ta qua cũng cọp. Đang chưa buồn không chỉ là hôm nay cũng cọp đó. Tiền bạc thì không tốt. Tiêu pha thì bữa xưa. Tiêu pha thì hơn nhá nhỉ. Đang nói chung mà nói thì thì đương đầu của trong vai. Đây là có tử dân. Giờ người đầu trong gia á, tại vì nhiều cái hung tinh chiếu vô lắm, nhiều cái hung tinh chiếu vào lắm. Đặc biệt là nửa đầu năm á, có thể có nhiều cái vấn đề. Nhưng mà nửa đầu năm á, vẫn gặp rất nhiều cái bất lợi, nhiều cái vấn đề. Đúng dần á, đứng đầu trong gia thì chúng ta sẽ có tranh chấp thịnh tụng. Tài lộc của tử dần thì kém sắc, chưa tiêu gì quá cho cuộc sống, cho công việc làm ăn. Thì thu nhập thì không đủ cho chi tiêu. Vì vậy cho nên ta khuyên phong thủ khuyên rằng nên đầu tư nhiều cái khác, đừng có dựa vào chỉ một cái thu nhập mà thôi. Người ta nói rằng đừng có tham vô những chỗ mà có lời sớm quá, lời những khoản nhỏ nhỏ sớm quá, bởi vì sau này sẽ có những tổn thất lớn, chủ dần đó không có đào à, khổ nổi cái gia đạo, tức là trong nhà nó cũng ấy, vợ chồng con cái thì thường xuyên cãi vã nhau. Ra đường thì hết cả người này nó chuyển bột người khác. Cho nên đây là một cái là biên đầu trong gai.
với đối tượng độc thân á, thì dĩ nhiên là không có xây dựng được cái nào mà mối quan hệ nào lâu dài. Trong gia đình á, thì cũng có dùng dễ nảy sinh mâu thuẫn với bố mẹ anh em, rồi dễ đưa đến tình trạng bất ổn. Đối với tuổi dần á, thì sức khỏe tuổi dần tạm tạm, với mấy cái kia á, thì dần dần ly dị, tôi chưa đến mức độ gì mà đại khái cái kia thì nó lấy, thì tuổi dần nói tin nói về sức khỏe thì cũng tạm tạm, nhưng mà coi chung những cái bệnh do lo lắng quá nhiều về tiêu hóa, về thần kinh, về hệ thần kinh. Thì giờ chúng ta qua tuổi Mão. Tuổi Mão là tiền chỉ đủ chi tiêu, tức là đủ đủ không chết đói. Còn ngoài ra thì sức khỏe thì kinh thì xì, máu thì thiếu, ngủ thì không được. Đại khái người ta kêu cái này là tâm bình khí hỏa. Tâm bình khí hỏa một năm nó tương đối làm ăn được, nhưng mà với điều kiện là phải lao động cật lực và nếu thăng tiến về địa vị hoặc là tăng lương thì thường thường rất nhẹ. Thăng tiến vị từ phó khoa lên trưởng khoa còn đỡ, từ phó khoa 2 lên phó khoa 1 đại khái gì. Ngoài ra đó thì những người kinh doanh thì coi chừng và năng chừng bị dịch vốn, những đầu tư không nên vô một mối, không nên đầu tư một cái bất động sản mà chia ra nhiều bất động sản. Tuổi Mão ngoài ra đó nam nữ dễ dàng mở rộng, dễ dàng mở rộng quan hệ, nhưng mà cũng có một cái là coi chừng cái không thuận lợi lắm, an có tình cảm cá nhân. Những người nào mà muốn kết hôn nhau thì nên kết hôn, tuy nhiên cái này cũng dính như cái hồi nãy, những người nào mà đã kết hôn rồi thì coi chừng lại có kẻ thứ ba nhảy vô dễ gây chia ly. Sức khỏe thì tạm tạm được, không đến nỗi mà bị bệnh ung thư, nhưng mà đại khái rằng coi chừng, nhất là khi xuất hành xa, coi chừng xa cổ. Đặc biệt là người ta nói là ngủ mạng không nên khiêm khem quá mức khiến cơ thể suy nhược, tức là người ta ám chỉ là những người hơi béo phì một chút nha, và cứ nhịn ăn nhịn uống hoài thì coi chừng nha, ta kêu là khiêm khem. Đây là tuổi Tý. Chúng ta qua tuổi Thìn. Thìn thì thường thường mọi năm liên liên cái gì Thìn mới có chỉ để rồi tốt, nhưng mà năm nay thì Thìn là không tốt lắm, Thìn là không tốt lắm, cho nên người ta mới nói là dục tốc bất đạt. Thì năm nay thì cũng làm việc cũng được, nhưng mà phải tận đến cuối năm, lao động cật lực suốt năm thì tận cuối năm mới bán được, mới là làm ăn tốt, mới có quả ngọt. Người ta nói rằng suốt năm thì phải căng cái đầu ra mà lao động làm việc, vì vậy cho nên cơ thể nó bị suy nhược, nhiều cũng suy nhược, trầm cảm vân vân, mất ăn mất ngủ vân vân. Nhưng mà nói chung mà nói thì Thìn tài lộc cũng không có đến nỗi lắm, thu nhập cũng có thương tiếc, nhưng mà nhớ là phải chờ đến cuối năm, nhớ chờ cuối năm. Ngoài ra đó thì cũng nên học hỏi thêm vấn đề mà đầu tư làm ăn, tấm tâm lý a dua, thấy người ta mua đất nghĩ vô mua đất luôn nha, cái này là dễ lỗ đầu. Nam nữ tuổi Thần á, tuổi tuổi Thìn á, thì độc thân nói chung mà nói đó, thì có thể có những thử nghiệm thú vị, người đến người đi gặp tài tử vân, tức là nhiều người gặp quen biết rồi vân vân. Sức khỏe tuổi Thìn á, thì không đáng ngại lắm, đáng ngại lắm bị bệnh lặt vặt như cảm cúm rồi thôi. Chỉ có chuyện thôi, người ta nói năm nay tuổi Thìn á, nó ngoài cái chuyện tiền bạc là phải lao động cật lực, nó còn vấn đề nữa là khó khăn với con cái,
không hòa hợp con cái. Tủ thùng đó, năm nay chú ý hai cái chuyện này. Nếu giải quyết được hai chuyện này thì tủ thìn rất tốt như mọi năm. Như mọi năm phải qua thìn. Bây giờ chúng ta qua tủ tí. Tủ tỷ. Tỷ nha, cái này nó viết sai. Tỷ. Tỷ thì như thế nào? Tiểu nhân hoàn hình. Tủ tỷ. Tủ tỷ thì nó bị nhiều cái hung tinh chiếu vô lắm. Nên nha, nên người ta nói rằng cũng có được người giúp đỡ để đặt chức vụ lên, nhưng mà nói chung là phải coi chừng những cái tỷ không. Thì chúng ta sẽ có nhiều cái tỷ, sẽ gặp nhiều thứ mà thách thức, khiến cho thuận lợi không có thuận lợi lắm ngay từ đầu. Người tuổi tỷ không quá lo lắng tiền bạc. Không cần, đối với tuổi tỷ thì đầu tiền bạc và thu nhập thì tương đối là ổn định. Nhưng mà coi chừng những người nào mà ấy những người nào mà thu nhập ổn định thì nó không có mấy dư thừa được lắm. Giống như là tuổi nãy chúng ta nói tuổi đầu tiên tuổi tí là chúng ta chỉ có tăng lương ở mức độ nhẹ thôi, những ngành nghề khác thì nó chưa tốt. Thông cảm tuổi tí tuổi tụ nó không được như ý muốn, vợ chồng nhau thì hay mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống. Vợ chồng nhau thì phải biết nhường nhịn lẫn nhau, chứ nếu không là rất phiền. Các cặp đôi cũng khó khăn nha, bởi vì cũng có hung tinh ảnh hưởng vô, khiến cho giao lưu khó, hoặc là người ta cái những cái mối kéo dài quan hệ nó khó kéo dài mối quan hệ. Sức khỏe của tuổi tỵ năm nay cần lưu ý, bởi vì tuổi tỵ sẽ bị nhức đầu, giảm sức thể lực vân vân. Tuổi là cái tuổi mà người ta tính rằng cần thiết phải đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng mệt mỏi. Khỏi nhảy thu nhập thì xìu, đi du lịch hoài tiền đâu đi du lịch, có cái mâu thuẫn cho đó. Thì đối với là tuổi tỵ nữ thì có chừng bệnh phụ khoa, bệnh thần kinh. Tuổi ngọ là tuổi tỵ thì xin báo với đồng chí rằng tử vi tuổi ngọ năm nay là thành công rực rỡ, chắc không chỉ thao ở hiền gặp lành mạnh dũng, không chỉ biết sao cho tôi là ngon, bắt đầu năm nay ngon. Trước mắt là hy vọng đừng có nhiễm Covid của thằng quỷ Xuân Hùng qua khí gặp nó thế nào chứ, qua tôi họp ra nước mạnh một cái bên Xuân Hùng khí sai anh hứa là ấy thì tuổi ngọ là cái tuổi con lành nhất. Dù làm cái gì nữa cũng sẽ thành công. Tiền bạc đủ rất nhiều, tiền bạc khá nhiều. Dù có mạo hiểm đầu tư nữa cũng vô tiền được lo. Tuổi ngọ dấu hiệu nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, xong chưa thang ngọt. Tôi hãy làm phần mạch, chứ còn tôi nguyên tắc mà nói những nào tuổi ngọ mà làm phần mạch là ngon đó. Là ngon á, không chỉ có khả năng dính Covid, xin lỗi, không chỉ có khả năng không dính Covid. Người mua sợ bữa thầm, rằng thu nhập chính thì chắc chắn sẽ có nguồn thu nhập khác. Bất động sản, ví dụ, biết đâu không chỉ tính số độc đắc nữa, ví dụ ta có tình duyên, tình duyên á, thì luôn luôn có những cái quý nhân. Cho nên tuổi ngọ năm nay đó thì rất là đào hoa. Năm thì năm lần không nói rồi, còn nữ thì cũng đào hoa, nhưng mà nữ có hai hướng. Nữ là có thể là có ý tinh nhân mà nó trẻ hơn, cái này tụi tôi cho nó gọi phi công nha. Hoặc là có ý tinh nhân mà nó già hơn nha, thí dụ như ông tỷ phú nào đó 90 tuổi mới ly dị dụng mình đó thì là cái vậy. Nam thì tôi khỏi nói nam mạnh, cái gì cũng suôn sẻ.
về cái sức khỏe thì nói chung là nói cũng có một cái là tuy là tốt nhưng mà vì cái mặt thổi cái sao mà thổi nó vùng đập nó phải coi chừng tai nạn xe, đặc biệt đó là túi hạn chế họ hay xài những cái vụ bia thuốc lá, cái này là hay thiệt, phải công nhận. Cái công nhận là cái nó bói phong thủy mà biết mình cũng hay thôi. Người tuổi ngọ hay xài này cho nên nó sửa bụi một số bệnh, nhưng mà nó tiêu mọi vấn đề liên quan bệ bạ thôi, đã dần dần tiêu hóa được bụng thôi thì chả có gì. Tuổi ngọ nói thì chúc mừng ai tuổi ngọ. Sĩ trưởng khoa chắc chắn lên giám đốc, không chỉ là coi chừng từ phó khoa lên trưởng khoa làm gì đó. Nay chúng ta qua tuổi mùi. Tuổi mùi là tiền lộc, tiền bạc, lộc, coi chừng nó vẫn được tư pha. Tuổi mùi người ta nói là mưu sự dễ thành, mưu sự dễ thành, gặp đúng thiên thời địa lợi. Thì cái gì tuổi mùi làm cũng tương đối là tốt. Đối với người ăn niên thì sẽ là công việc suôn sẻ, phải ghi nhận công lao. Cuối năm thì sẽ được phát triển, cuối năm sẽ được nợ bạc phát triển. Ra đó thì người thu nhập chính tăng, người thu nhập chính thì nó tốt. Có điều hết sức lưu ý là con cái thế này, con bỉ lo rất cao. Nếu đầu tư mà đầu cơ rất sống ngắn hạn đó, thì phải có chừng rủi ro rất cao. Cái này đầu tư rất sống ngắn hạn đó là cái kiểu mà chơi chứng khoán á, chứng khoán á, chứ mua ở phần xe ngày hôm nay ngày hôm qua thành gì đâu. Nhưng mà ngược lại mua cái thằng rủi nào đó mắc xăng hay gì đó ngày hôm sau thành gấp mười, ta kêu là rất sống ngắn hạn. Tuổi mùi khá tốt, tình duyên khá tốt, thêm con cháu, tình cảm hài hòa, gia đình hài hòa. Nam nữ cũng đào hoa, đào hoa mà độc thân, nam nữ độc ấy, nữ độc thân thì đào hoa. Nên nữ mạng thì có một cái là người ta nói đặc biệt đó, nhưng mà muốn phát hiện cái đào hoa đó, muốn phát huy cái đào hoa đó thì phải biết phối đồ, phối đồ cần mặc đồ sexy một chút thì nó mới vượng cái đào hoa. Thấy tôi xin chiếu hình này, thấy là hình bắn cung của ngoài Hà Nội, có một cô gái Hà Nội cái bắn cung đó, cái kiểu này là phối đồ, đang phối đồ theo kia vậy vô là chắc chắn có thành táp không ngon đồ nha. Mấy người ta mất rồi, mấy người ta không thôi. Cái mùi như sự lễ thành nha, sức khỏe tốt, có điều lưu mạnh cổ có thể tai phát nha. Cái mùi nó có một cái là coi chừng mặt mạng nó đâm, đi ra ngoài đường coi chừng đừng gây lộn nhau, đi nhậu nhẹt đừng gây lộn nhau, đừng lấy dao ra đâm nha. Và tránh xa đường sông nước, bởi vì cũng coi chừng là bị đuối nước. Đó là tuổi mùi. Thấy chúng ta qua sự thân là con khỉ thân nữa à, một năm vất vả chưa buồn. Những người tuổi thân thì tối ngày cứ vất vả hoài, chuyện này chuyện khác nha, bị đuổi việc lên ra để làm cho khác thì bị sạch, bị hạ luôn, đại khái rồi bị hạ bậc luôn. Nói chung mà nói thì làm cái gì cũng được thân mình, không có người giúp đỡ, không có ai quý nhân mà giúp đỡ cả, gia đình cũng không giúp đỡ mình khó đi làm việc đó, thì lãnh đạo cũng không coi mình khen thưởng mình, khó thăng tiến. Kèm với bất lợi thì tài lộc của người tuổi thân giảm sút, đấy giảm sút rất rõ so với năm ngoái. Đang kiếm tiền khó khăn, làm cũng khó khăn, là công việc ăn nhiêu thì lại không có lên,
mà khổ nổi là cái đặc điểm của con khỉ á, là thường thường nó chỉ có một cái nộp công ăn việc làm thôi. Hai cái con khỉ tương đối nó ít thích đầu tư. Đây là những cái chuyện mà ấy cũng không nên, không nên đầu tư vô quá, bởi vì có chừng phá sản rồi nên có dấu hiệu cản trở trong tình cảm. Nam nữ độc thân khó tìm, khó tìm mỹ trung nhân. Gia đạo trong năm gặp nhiều chuyện phiền muộn, nhà thì tình cảm có kẻ phá hoại, các cặp đôi khó mà thương nhau, khó mà thành công. Duy nhất người ta nói đối với tuổi thân á, con khỉ á, năm điểm sáng duy nhất năm nay người nào có tuổi thân năm nay thì có thể có hữu tính là có con. Cái đó là điểm sáng duy nhất. Còn như coi chừng vợ bỏ già tù vân vân vân. Không thuộc vào địa là cộng thêm yếu tố nữa, cho nên sức khỏe của tuổi thân không có tốt. Nha, con khỉ năm nào tôi thường xuyên đau ốm bệnh tật, khiến cho suy nghĩ và dễ bị những chứng bệnh lớn ngày. Thế chúng ta qua tuổi Dậu. Tuổi Dậu như thế nào? Tuổi Dậu là vận khí ổn định, tức là con hoàng ngày tương đối công việc làm ăn thì tương đối ổn định phát triển. Người làm việc có quý nhân hỗ trợ, tăng âm, người làm việc an tâm, an lương á, ăn thì có chức vụ là sẽ được thăng tiến. Mà qua thì những cái công việc đầu tư của mình á, thì cũng được thuận lợi. Do đó mình có thể mình đầu tư thêm, mình chiến thêm nhiều chuyện khác để mà mình đầu tư. Vận khí ổn định giúp tài chính có thể tích lũy được nhiều, lũy được. Để rồi sao chúng ta sẽ đầu tư vô khác, đang đây là đầu tư khác. Có thu nhập năm 2023 thì rất tốt, không thua có một ai cả, không thua một ai cả. Rồi nói chung nói thì con cái là coi chừng tình bạc thì kiếm được nhiều, nhưng mà cũng coi chừng dễ tiêu hao cho bản thân hoặc gia đình, tìm cái hưởng thụ á. Về tình riêng thì nói chung là tốt, nói chung là tốt, tự do, gia đạo khá hài hòa, không có vấn đề gì hết. Con cái tình cảm vợ chồng mức độ bổn, có khi nhạt nhòa, quay chừng vợ hoặc chồng nó đi tìm cần khác, nó xả bầu tâm sự đó, hoặc cần khác xả bầu tâm sự cho nó, cái đó còn phiền hơn. Thì cái này là tùy con chỉ có chồng nên con vợ nhớ thương vợ thương chồng trong năm nay. Có chồng sức khỏe vợ tốt, với người cao tuổi có chồng cao tuổi mà tuổi vợ xin báo không chỉ là chuyện buồn, là chắc chắn là có chồng bị đột quỵ. Có chồng bị đột quỵ, người cao tuổi mà huyết áp cao bị tiểu đường, coi chừng bị đột quỵ. Ngoài ra thì tuổi thân nó cũng sẽ đón, có thể sẽ đón hình tung, sẽ đón là có con cái rồi, có thể là có con cái. Đây là tuổi Tuất. Tuổi Tuất thì nó là người ta nói là cá lội ngược dòng, tức là lúc đầu thì có khó khăn, sau đó thì có quý nhân hỗ trợ thì cũng làm ăn được tốt. Nha, cuối năm dấu hiệu tăng lên rất mạnh nửa cuối năm. Và dĩ nhiên là có nhưng mà con cái là trong quá trình một dần quá trình có cái tỷ nhân nó ám hại mình. Đạo cho nên thủ nó khuyên cáo thế này: đối với tuổi con chó năm nay mua đất mua đai vân vân, nhớ coi cho kỹ cái sổ hồng sổ đỏ, cho nếu không là sẽ dính tranh chấp kiện tụng búa xua. Cái này nó dặn kỹ đối chỉ đối với tuổi Tuất rồi. Tài lộc trong năm khá tốt,
tiền bạc không thông ăn đa số không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính. Ngược lại thì nên nguồn tiền lưu chuyển nó nên chuyển qua nhiều cái đầu tư nó cho nói hết toàn diện về những trong tình cảm á thì bởi không đến nỗi mà dự hoặc là đổ vãi nói chung thì cái người mà vượng nào vượng hơn đầu thì năm giới vượng hơn thiên vượng hơn nhưng mà quá trình nếu mà nhiều cái mối đào hoa lắm vẫn như tủ sắt rồi cám dỗ tủ sắt thì quá trình sẽ có gia đình bị đau quả nữa thì cũng đề phòng bị kẻ xấu nhũ mà nhũ tổ chức đó đề phòng kẻ xấu mình gạt cách một tiền cái đó là nam nó bị đề phòng nhũ không phải đề phòng luôn ra đó thì không gặp vấn đề quá nghiêm trọng nha về sức khỏe cũng giống như một số tuổi khác đó, có chừng cái lúc mà đi lại nữa vâng dễ bị tai nạn. Thế thì tuổi hợi là tuổi cuối cùng, tuổi hợi vạn sự khởi đầu năng, vạn sự khởi đầu năng. Hợi thì năm nay sôi động nhưng mà đại khái rằng nó có một cái là bắt đầu luôn luôn bắt đầu á nó rất khó khăn, sau đó sau một thời gian á thì nó mới được đi. Tuổi hợi năm nay á người ta nói rằng có thể có khả năng về thay đổi chỗ làm hoặc thay đổi nhà ở thì cái này á không biết tốt xấu nhưng mà cũng một cái đúng là cuộc sự thay đổi nên tuy nhiên nhớ là bạn sự khởi đầu nên tình duyên gia đạo cũng nhiều gặp khá nhiều bất cập lúc đầu nên đủ mạnh thì đầu người tu hội có tình đứng đầu khó gặp được người dĩ khó gặp được người dĩ người tu hội người tu hội có vinh hướng lo cho mình nhiều hơn và lo cho những cái kế hoạch của mình nhiều hơn nên có thể có xung đột trong gia đình do quan điểm ví dụ như là mình theo Putin vợ mình chống Putin thì đó là hai cái nhớ gặp nhau thì đừng có cây lộn nhau. Năm nay thì nói chung gia đạo tốt tuổi hợi chỉ có một cái là cái người tuổi hợi hạn chế vào kêu thẩm mỹ bên đít tơ gì đó thì chờ năm tới nhớ nha. Năm nay vô mất công vô chờ đẩy cấp cứu nữa mệt hay là con qua la dễ thương như thế dễ thương là quốc vật của Úc tức là vật quốc gia sinh thú vật quốc gia của Úc. Thế là cuối cùng giờ chúc cho ông chị nghe năm vật năm vật chúng ta sẽ thấy thế này nha. Hai con kia 2020-2021 bị covid vẫn cho sặc máu luôn nha. Thế cho nên bao nhiêu dồn vô cho từng cọc bao nhiêu hy vọng tâm để tao chơi cho tụi bay coi chơi cái gì sống chung nha không có lợn nữa sống chung. Hôm nay nó cũng có cái là chúng ta sẽ như vậy sống chung không có nghĩa là lê cả mà nhớ các ông chỉ nhớ rằng vẫn phải phòng chống dịch 5K rồi ngon văn ví dụ kiểu khẩu trang rồi văn tư rất đau khẩu trang nhất nhưng mà đại khái rồi cũng phải đeo khẩu trang thế không biết chấp các ông chỉ cái gì thôi thì tôi ấy cái lời chúc của cô Minh Hương cô Minh Hương chúc như thế này là đức đầy nguyện thoại sinh hạ tu đông tâm thường lục đông tây nam bắc vạn sự các vùng xin cảm ơn các đồng chí.